Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hôm nay là một ngày mà chúng con có cơ duyên được nhờ Hồng Ân Tam Bảo cũng như nhờ sự từ bi của Thượng Tọa Thích Nhật Từ cùng tăng chúng của chùa Giác Ngộ có cơ hội hôm nay con là Đại Đức Thích Phước Minh đến từ Thiền viện Phước Sơn có cơ hội đến đây để cùng chia sẻ với đại chúng về một cái chủ đề là tám tâm đại thiện trong bộ môn Vi Diệu Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiền định thì nó chính là một cái tiến trình, tức là giới, định và tuệ, đúng không? Đây là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát giác ngộ. Chút chúng ta sẽ nói giải thoát giác ngộ là cái gì nha. Thì ngày hôm nay chắc là mọi người chưa biết nhiều, thì ngoài cái phần nói về tám tâm thiện thì chúng ta sẽ nói một bức tranh toàn cảnh. Thì thiền định, chúng ta nhớ là thiền định nó phát triển một cái năng lực chánh niệm rất là mạnh, tức là cái năng lực chú tâm rất là mạnh mẽ, để rồi cuối cùng nó phát sinh một cái sự định tâm, chú tâm liên tục sâu sắc trên một đối tượng, nó tạo nên một cái trạng thái định, và nó tạo nên một cái trạng thái rất là an lạc. Tức là tâm mình nó không lang thang quá khứ, tương lai, chuyện này, chuyện kia, mà nó chú được vào, nó định được, nó chỉ tập trung được vào một đối tượng, hay còn gọi là thiền chỉ, thiền định. Đấy, thì nó tạo ra sự bình an, an lạc. Và nếu mà chúng ta đạt được các cái tầng thiền, đạt được các cái tầng thiền, và chúng ta có thể có được những cái thần thông. Đấy, người ta thực hành thiền định thì người ta có thể có được những cái thần thông và có được sự rất là an lạc trong thiền. Và nếu chúng ta mất trong cái trạng thái thiền thì chúng ta sẽ đạt được những cái cảnh giới ở trên chư thiên, phạm thiên chứ. Nếu chúng ta chết ở trong cái tâm thiền thì chúng ta sẽ đạt được những cái cảnh giới trên phạm thiên sắc giới hoặc là vô sắc giới. Nha. Còn đâu bình thường mà chúng ta mất thì thường chúng ta sẽ ở cái cảnh chư thiên. Trên thiên kia nó có ba cái, tức là chư thiên, cõi trời, dục giới, phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Nên những người nào mà lên cảnh phạm thiên, được tái sinh cảnh phạm thiên là những người phải thực hành thiền. Thiền sắc giới thì tái sinh cảnh sắc giới, thiền vô sắc giới thì tái sinh cảnh vô sắc giới. Còn chúng ta chết bình thường là những tâm thiện thì chúng ta chỉ được tái sinh cảnh thiện, thì là cảnh người hoặc là cảnh trời dục giới. Có 6 cảnh trời dục giới nha. Thì cái thiền định nó rất là tốt, làm cho mình rất là tập trung, làm cho mình rất là an lạc, làm cho mình không bị lan man, không bị này kia. Nhưng mà nó không phát sinh ra tệ giác. Nó là một tiến trình mà nếu mình dùng cái định tâm đấy để quan sát đối tượng, để thấy ra sự thật về đối tượng, để phát sinh tuệ giác, để thấy sự thật về đối tượng thì mới hết khổ đau được. Nên nó có một cái thiền được gọi là thiền quán, hay còn gọi là thiền tuệ. Quán tức là quan sát đối tượng, chỉ tức là chỉ tập trung định ở trên đối tượng thôi, còn quán là quan sát cái đối tượng đấy để thấy ra sự thật về đối tượng. Thì khi mà thấy ra sự thật về đối tượng tức là mình có tuệ. Ví dụ mình thấy ra sự thật là một đứa trẻ kia đấy, ví dụ như mình có chánh niệm, xong rồi mình thấy ra sự thật là đứa trẻ này nó đang nói câu chuyện như vậy, tức là mình có chánh niệm, là mình quan sát, mình thấy đứa trẻ nó đang bị khổ đau, nó đang bị tổn thương, nó đang rất là sợ hãi, đúng không? Thì tức là mình thấy ra sự thật là đứa trẻ đấy nó nói với mình như thế, tức là nó đang đau khổ, nó đang tổn thương, nó đang sợ hãi. Tức là cái tuệ giác đấy làm cho mình có cảm thông, làm cho mình yêu thương, làm cho mình đồng cảm, làm cho mình bình yên, làm cho mình kiên nhẫn, rất nhiều những cái mà mình không sinh ra đau khổ. Còn định thì thường nó giống như kiểu Đức Phật ví, giống kiểu như mình thấy cỏ đây này, xong mình lấy một viên đá mình đè cái cỏ ấy lên, thì cái lúc mà mình đang đè đây tâm mình rất là an, cỏ nó không mọc được. Nhưng khi mình bỏ viên đá ra thì cỏ nó mọc lại bình thường, tại vì bản chất nó không diệt được gốc rễ của cái cỏ đấy. Hoặc nó giống như mình có một cái hố rác, thế mình lấy một cái nắp mình đậy nó lại thì cái hố rác, mùi rác nó không bay lên. Mình tưởng là mình ổn, nhưng mình chỉ ổn khi mà tâm mình đang định thôi. Nó giống như kiểu như mình đang rất là phiền não với đời sống, mình đi nghỉ ngơi vài ngày, mình vào rừng, mình ra biển, mình không phải nói chuyện với ai, mình không phải giải quyết các vấn đề đời sống, tức là mình làm cho tâm mình nó định lại. Thì lúc đấy mình thấy bình an, chả phải nghĩ chuyện gì cả. Nhưng quay trở lại đời sống, các vấn đề còn nguyên, chưa có giải pháp gì cả, thì định nó cũng giống như kiểu như là mình trú, mình trốn ở trong một cái đối tượng mà không cần phải nghĩ các đối tượng khác. Nhưng còn thiền tuệ thì không. Thiền tuệ là thấy ra sự thật về đối tượng, để 100 lần sau gặp đối tượng đấy mình cũng không sinh đau khổ nữa. Tại vì mình hiểu đối tượng đấy là thế, tính chồng mình là thế, tính con mình là thế, mùa đông là thế, mùa hạ là thế, buổi sáng 8 giờ là đường nó sẽ tắc như thế, nên ngày mai vào đúng 8 giờ không bao giờ mình phiền não vì đường tắc nữa. Ở đây bao nhiêu người gặp tắc đường rất nhiều mà vẫn phiền não giơ tay, đúng không?
tức là chưa có tuệ. Đúng không? Ngày nào cũng đi vào giờ cao điểm xong bảo đường nó không tắc, làm sao được nhỉ? Đến mùa mưa thì nó phải mưa, nên nó cứ nắng rồi lại mưa một ngày rất nhiều lần. Nên mà đi vào mùa mưa mà không mang áo mưa thì đấy là do mình thiếu tuệ, hoặc là khổ đau chưa đủ nha, khổ đau chưa đủ, thế nên mình bỏ qua nha. À thì cái đấy là cái mà mình sẽ hiểu là thiền tuệ nó giúp phát sinh trí tuệ, hay trong Phật giáo Nam Tông gọi là thiền Vipassana. Sau này khi mình học thì mình sẽ thấy chạng pháp, tức là phát sinh ra những cái tuệ giác nha, phát sinh ra những cái sự thấu hiểu rất là sâu sắc về pháp. Vì việc để mà chia sẻ được pháp với mọi người mình phải thực chứng, chứ không phải mình học một vài cuốn sách, mình nghe một vài vị thiền sư xong rồi mình giảng lại được đâu, không đơn giản thế. Mình phải thực chứng cái pháp đấy thì mình mới hiểu được các cái khái niệm đấy, nó rất là sâu sắc. Tại vì nghe, đọc, học nó chỉ là văn tuệ thôi, còn mình phải tư duy, mình phải chiêm nghiệm, mình phải chăn trở, nó gọi là tư tuệ. Thì hai mảng này vẫn nằm ở pháp học. Còn khi nào sang tu tuệ, tức là tuệ giác sinh ra từ sự thực hành pháp, mà thực hành pháp trong đạo gọi là hành thiền. Chỉ khi nào tuệ giác phát sinh ra từ thiền thì chúng ta mới là tuệ giác thật của chúng ta, và tuệ này nó bền vững. Thì trong đạo Phật của Nam Tông nó có 16 tầng tuệ giác tiến đến giải thoát giác ngộ. Đầu tiên là thiền định, là quán hơi thở. Trong quá trình quán chúng ta sẽ biết cách đối trị với cả suy nghĩ, cảm xúc hay tất cả những thứ khác. Và thực ra trong cái thiền quán thân ấy, sau này mình có cơ hội học Vipassana, nó có 4 lĩnh vực quán niệm, hay gọi là tứ niệm xứ. Vipassana hay còn gọi là tứ niệm xứ, là 4 lĩnh vực để quán niệm, là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Nhá, thân là đi, đứng, nằm, ngồi, hít thở, phồng xẹp, giở tay, giở chân, toàn bộ những thứ thuộc về thân người ta gọi là quán thân. Nên mình chánh niệm trong đời sống hàng ngày, không chỉ ngồi là gọi là thiền tọa, đi thì người ta gọi là thiền hành hay là kinh hành, thiền nằm người ta gọi là thiền buông thư. Còn trong đời sống hàng ngày, giở chân, giở tay, xong rồi đi tới, đi lui, tất cả mọi thứ thì người ta gọi là Osho gọi là thiền động. Nhưng mà tức là nó là gì? Chánh niệm trong đời sống hàng ngày đấy nha. Cái đấy gọi là quán thân nha. Quán thân thì quán thân và quán thọ là quán các cảm xúc, quán các cái cảm giác trên thân và cảm xúc ở trong tâm, vui buồn, thích thú này kia, cảm nhận ra làm sao, nóng lạnh đau nhức gọi là quán thọ nha. Còn quán suy nghĩ, mình thấy một cái suy nghĩ sinh khởi nha, suy nghĩ thiện, suy nghĩ bất thiện, suy nghĩ của tâm tham, tâm sân, tâm si, hay suy nghĩ của từ bi, trí tuệ, yêu thương kia, đấy là quán tâm. Tâm là những trạng thái suy nghĩ của mình thì người ta gọi là quán tâm nha. Còn quán pháp là quán pháp. Pháp thì nó có nhiều nghĩa nha, nhưng mà một trong những nghĩa đơn giản nhất là ví dụ như các cái đối tượng của tâm, ví dụ như âm thanh, một cái âm thanh sinh khởi nha, là quán pháp. Vì âm thanh đấy gọi là nhĩ thức. Một hình ảnh, thường là thiền thì chúng ta sẽ nhắm mắt, nhưng mà chúng ta sẽ có cái cảm nhận về âm thanh, đúng chưa? Rồi đấy, âm thanh, mùi nhá, rồi vị, rồi sự xúc chạm. Đấy thì những cái đối tượng của tâm chút nữa thì sư sẽ chia sẻ cho mọi người biết cái bức tranh, được chưa? Thì quán như vậy để đến bao giờ thấy ra sự thật về các đối tượng, để khi mình nhìn một hình ảnh đẹp nhưng mình không sinh tâm tham, mình nhìn một hình ảnh xấu mà không sinh ra tâm sân, hình như không? Để sau này không cái nào làm cho mình tham được, không cái nào làm cho mình sân được. Món ăn ngon không làm cho mình tham, chàng trai đẹp, cô gái xinh không làm cho mình tham nhá, hoặc là một cái điều bất nhĩ không làm cho mình sân. Thì cái đấy người ta gọi là thiền tuệ, là phát sinh ra trí tuệ về đối tượng, để khi gặp đối tượng không còn nảy sinh tham sân si nữa nhá. Thì cái đấy mới hết khổ đau được. Bản thân sư đã trải qua cái phương pháp thiền quán thân, nên sư có những cái trải nghiệm rất là sâu sắc về quán thân, và có những cái hành trình mà trải nghiệm rất là sâu sắc về quán thân ở bên Myanmar. Nên là thực ra tại vì đi quán thọ cũng tương đối là nhiều lần, cả sư cô Hằng Liên, rồi của Củ Chi, nhưng có thể mình hợp hơn với quán thân. Vì về quán thân thì và đặc biệt là 10 ngày một tháng sư ở bên trường thiền của Bandita ở bên Myanmar, mọi người hình dung là từ sáng cho đến tối, bất kỳ khoảnh khắc nào mình cũng phải chánh niệm. Tức là gần như mọi cái hành động của mình làm mình đều phải ghi nhận hết. Ví dụ bây giờ sư muốn dở cái chân là sư phải ghi nhận là ý định muốn dở thì mình mới được dở. Bước 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 xong rồi đạp 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 đạp.
Tức là không có một hành động nào trên thân trên tâm mà không ghi nhận vào đời được làm. Tức là mới muốn dở cái tay này ghi nhận là muốn dở để làm gì ấy. Khi mình ghi nhận ý định muốn dở xong nó thấy dở chẳng để làm gì thì nó không được dở. Ví dụ mình nghe thấy một âm thanh mình ghi nhận là nghe thấy. Còn nếu mình tò mò mình muốn quay sang thì mình thấy ý định tò mò là mình phải ghi nhận ý định tò mò. Ghi nhận xong rồi thấy nó muốn tò mò thì đã không được quay nữa. Còn nếu nó vẫn tò mò thì nó ghi nhận là muốn quay. Ghi nhận xong rồi nó bắt đầu nó muốn quay, mình niệm là quay. Xong mới được quay. Tức là mọi cái hành động của mình từ lúc mở mắt ra cho đến lúc đi ngủ là mình đều phải ghi nhận ý định trước khi thực hành. Giờ mọi người thử đưa cái tay lên giúp cho sư xem. Đưa tay lên. Rồi, đưa tay lên nhá. Đừng có ai làm gì cả khi sư chưa nói gì cả. Rồi, vừa sư bảo mọi người đưa tay lên là mọi người đưa tay lên đúng không? Rồi bây giờ sư không nói gì cả, mọi người không có tác ý gì cả. Đố mọi người hạ tay xuống rồi đấy. Đố ai không có ý định gì mà hạ tay xuống rồi đấy. Nếu không có ý định gì, người đứng không cả nhắm mắt, không cả cười, không cả duỗi cái tay khác luôn. Đúng không? Đúng không? Đấy, cô gái là giơ tay xuống rồi đúng không? Chưa cần có ý định là tự hạ tay xuống. À, cái tâm mình nó nhanh. Mọi người thấy không? À, thế chúng ta thấy một sự việc là nếu một hành động sinh khởi trên thân, một lời nói ở trong miệng mình nói ra thì phải có một ý định ở trong tâm. Thấy không? Không có ý định trong tâm là mình không làm được đâu. Mình cứ gãi đầu, gãi tai, ngoái qua, ngoái lại, nói lời này, nói lời kia là vì cái tâm mình nó đã diễn ra các ý định mất rồi. Có người nào miệng nhanh hơn não không? Có hả? Chưa kịp nghĩ đã nói xong mất rồi. Người ta chưa kịp nói xong đã nhảy vào hội trường nhà người ta rồi. À, tức là tâm mình nó nhanh quá. Đúng không? Đấy, thì chúng ta hiểu được có một tiến trình nhân quả đã diễn ra. Ví dụ chúng ta hít thở, hay chúng ta muốn dở chân là phải có một ý định muốn dở chân. Mà nghĩ là sư đang đứng thế này, sư có đứng mãi được không? Vì sao? Mỏi. Đúng không? Đúng một lúc xong nó mỏi. Thế mình ghi nhận là mỏi. Mình đứng thêm được một lúc nữa. Nhưng rồi cuối cùng có phải di chuyển không? Có. Nó bị mỏi quá, nó sinh ra một cái ý định là mình phải di chuyển. Thì có ý định di chuyển rồi thì chân nó mới di chuyển. Đúng chưa? Nhưng vì tính cách của mình, thói quen của mình ấy, nó quá nhanh. Nên là mình chưa kịp mỏi mình đã đi mất rồi. Và mình cứ tưởng rằng là hoạt động này là bình thường, nhưng thực ra phải có ý định ở trong tâm thì thân mới được làm. Nên một người ta bảo tôi nói thế tôi không có ý gì đâu. Không đúng đâu. Phải có ý ở trong tâm. Tức là mình phải phiền não với người ta, mình khó chịu với người ta, mình ấm ức với người ta. Đến cái lúc gặp người ta mình khó chịu, nó dâng trào, giọt nước tràn ly. Nên cái ánh mắt của mình nó khó chịu, lời nói của mình nó gai góc, cái mặt của mình nó căng lên. Chứ không phải là không có ý định. Nhá, mình tự lừa dối bản thân mình thôi. Chứ ra trong tâm mình có rất nhiều thứ khó chịu, bực bội nên nó sinh thế. Chứ nếu mình quý một người làm sao mình khó chịu được nhỉ? Mình quý một người kể cả người ta làm sao mình vẫn cười xòa nhỉ? Mình mới yêu mà đúng không nhỉ? Người ta sao cũng được. Còn bây giờ sắp chia tay rồi đấy nhá, bới lông tìm vết liền. Chuyện nhỏ xé thành chuyện lớn liền. À, có cái ý định ở trong tâm. Nhá, thì ngày hôm nay chúng ta học về tâm thiện. Hôm trước là sư nào đã nói với chúng ta về tâm là cái gì chưa nhỉ? Rồi đúng không? Nhá, chúng ta sẽ nhìn nhanh một chút này, chúng ta sẽ khảo sát nhanh một chút này, chúng ta hiểu chúng ta là ai này. Đây, đây là cái con người chúng ta này. Đấy. 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 Mẹ đầu xíu này. Rồi, thì cái con người này nó gồm hai phần là phần thân và phần tâm. Chúng ta sẽ cố gắng thấu hiểu xem chính xác là mình là ai trong giáo lý của đạo Phật. Được chưa? Và chúng ta sẽ thực chứng được nó. Vừa rồi chúng ta thấy không? Có một ý định dở chân thì chân mới dở. Chân là vật chất. Dở chân, dở tay, đưa tay lên, đưa tay xuống là một vật chất, là thân. Nhưng mà thân không thể hành động được nếu không có tác ý của tâm. Đúng không? Đấy, phải có tác ý của tâm. Thì cơ thể của mình chỉ gồm hai phần là thân và tâm. Có một khái niệm gọi là linh hồn. Sư có một cái video rất là viral, khoảng 1,6 triệu view. Tức là, à không phải, video linh hồn khác. Có linh hồn hay không? Đúng chưa? Người ta bắt đầu gặp ma. Ok, người thân mình về ngày giỗ, ngày Tết này kia, rồi gặp ma này kia mọi thứ, và người ta nói rằng đấy là linh hồn. Được chưa? Thì chúng ta đang nói với câu câu chuyện rằng là à, linh hồn có thật hay không? Nghe? Cái người mà chúng ta gặp trong giấc mơ đấy, cái người mà đi đường đi xá chúng ta gặp bóng này bóng kia đấy, nhá, nó có phải là linh hồn không? Thì thầy chỉ muốn nói là trong đạo Phật không có khái niệm linh hồn này.
Okay. Nó có thể có cái người mà chúng ta gặp nhá, nhưng đấy không phải là linh hồn của người chết chưa tái sinh. Đấy có thể là một chúng sinh ở một cái cảnh giới khác nhá. Chúng sinh đã đầu thai sang một cảnh giới khác là ngạ quỷ, ok, là Atula nhá, là ở một cái cảnh giới khác, được chưa? Còn trong đạo Phật Nam Tông là khi tâm này diệt một pháp là đi tái sinh luôn, không có cả 49 ngày thân trung ấm luôn. Tức là bây giờ chúng ta thấy cái tâm của chúng ta sinh diệt liên tục không? Nó sinh lên, nó diệt đi, sinh lên, diệt đi. Chúng ta vừa nhìn là tâm nhãn thức sinh khởi, rồi chúng ta lại nghe, chúng ta lại nhìn, chúng ta lại nghĩ. Tức là tâm nó sinh diệt liên tục, không giây phút nào nó ngừng nghỉ. Sau này chúng ta học, chúng ta biết một giây là có hàng triệu sát na tâm đã sinh khởi. Chúng ta đấy, vừa ăn, vừa nói, vừa cười, vừa làm tất cả mọi thứ không? Mà tất cả các việc đấy đều phải có tác ý của tâm mới làm được nha. Thì chúng ta tưởng tượng là cái tốc độ tâm của chúng ta nhiều đến mức độ như nào. Nên tâm là sinh diệt liên tục, nên một cái tâm mà chúng ta vừa mới chết người ta gọi là cận tử nghiệp, cái tâm tử đấy. Khi nó diệt đi một cái là tâm tục sinh, tức là cái thức tái sinh nó sinh khởi luôn. Là mình sẽ được dẫn đi một cái cảnh giới phù hợp với nghiệp quả của mình luôn. Là mình được tái sinh vào một cái cảnh giới mới, tùy theo việc là ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh, Atula, cõi người, người cõi trời luôn. Nha. Thì đây, thì chúng ta đang hiểu là không có cái linh hồn này, mà cái này người ta gọi là một tiến trình tâm. Một cái tiến trình tâm, tâm sinh diệt liên tục người ta gọi là tiến trình tâm, được chưa? Đấy, tâm, ví dụ mình nhìn lên mình thấy nhãn thức nó sinh lên là một cái tâm nhãn thức sinh lên, nhưng mà nhãn thức diệt đi luôn để lại thấy, đang thấy người này lại thấy người này, lại thấy người này, thấy tất cả các việc liên tục, là hàng triệu cái tiến trình tâm sinh diệt rồi. Nó bắt cảnh ấy, ví dụ mình nhìn cùng một cái màn ảnh tivi, mình thấy năm người khác nhau, năm màu khác nhau, rồi thấy người này nói, thấy người kia cười, mình vừa nghe thấy, mình vừa nhìn thấy, mình thấy hàng trăm chi tiết đấy. Ví dụ mình chỉ cần lướt qua một cái màn hình mà cho mình nhớ xem mình thấy cái gì, thì sẽ kể được rất nhiều chi tiết. Thì cùng một lúc đấy mình bắt được rất nhiều cảnh khác nhau, tức là có rất nhiều cái tâm đã sinh lên để bắt cảnh, bắt âm thanh, bắt màu sắc, bắt nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng chúng ta lại còn suy luận được cơ, còn suy đoán được cơ. Nhìn phát biết ngay, à đây là chắc là cảnh của một gia đình đang sung túc, đang sum họp, người này thì đang vui, đứa kia thế nào này đó. Tức là mình còn suy diễn được rất nhiều thông tin như thế, được chưa? Thì tức là cái tâm đấy nó bắt cảnh rất là nhanh, giống như 36 hình trên giây ấy. Trong một giây đồng hồ mình chụp được 36 hình, sau này người ta chụp được 100 hình, 1.000 hình, 100.000 hình, là một giây đồng hồ người ta chụp được 100.000 cái hình khác nhau, với tốc độ là gì? Một chút xíu 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 thế. À, cái tâm nó y hệt như thế. Thì Đức Phật nói một giây đồng hồ có hàng triệu tiến trình tâm sinh khởi nha. Thì chúng ta phải biết tâm nó là cái gì. Thì cái thân, cái tâm này, tâm này thì nó gồm có 4 yếu tố là thọ, tưởng, hành và thức. Mọi người biết cái này không? Thân này người ta gọi là sắc. Nên năm cái này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, người ta gọi là ngũ uẩn. Biết không nhỉ? À, ngũ uẩn tức là cơ thể chúng ta không phải là một cái linh hồn, mà nó được hợp thể, hợp với nhau bởi năm yếu tố, được gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong đấy sắc là thuộc về phần thân, vật chất. Còn đâu thọ, tưởng, hành, thức là thuộc về phần tâm, hay còn gọi là danh. Nên người ta có một cái người ta gọi là danh sắc, đúng không? Danh sắc, danh sắc hay là thân và tâm. Đấy, được chưa? Thì trong phần tâm này, là phần danh này, hay còn gọi là tâm này này, thì nó gồm 4 cái thọ, tưởng, hành, thức. Được chưa? Thì trong cái phần thọ, tưởng, hành, thức này, ví dụ như nó tâm, mày có ý gì đấy, thì cái từ ý đấy, hoặc là mày có ý thức không đấy, thì cái từ ý đấy cũng giống như từ tâm. Đấy, thì cái từ thức này này, cái thức này này, đây, cái này ấy, nó trùng với 3 cái ý niệm gọi là ý. Ý mày là gì? Thức, hay là còn gọi là tâm. Tâm địa độc ác ấy, mày có lương tâm không đấy? Đúng không? Đấy, thì cái từ tâm này này, cái từ ý này và cái từ thức này, 3 từ tương đồng với nhau, tùy theo cảnh mà người ta sử dụng khác nhau thôi. Nhá, thì cái thức này trong đạo người ta gọi là cái biết. Cái biết. Biết ấy, ví dụ mắt mình nhìn thấy hình ảnh thì người ta gọi là cái biết thông qua con mắt, đúng không? Thì người ta gọi là nhãn thức. Nhãn là mắt, đúng không? Nhãn thức, nhãn là mắt. Đấy, nhĩ thức là gì? Tai. Nhãn nhĩ tỷ, tỷ là lưỡi, tỷ là mũi, thiệt là lưỡi. Thân. Năm cái này là năm cái thức, người ta gọi là năm thức ngoài, tức là năm giác quan ngoài ấy nhá.
Tại vì cuộc sống của chúng ta chỉ có một cái gọi là muốn biết về đối tượng mà. Bây giờ chúng ta mở mắt ra là chúng ta thấy mọi người ngồi đây. Chúng ta thấy trần nhà, sàn nhà, chúng ta thấy bàn ghế, chúng ta thấy tượng Phật. Thì cái thấy đấy người ta gọi là cái biết đấy. Nếu mình mù mắt là mình có biết gì không? Mình đi vào đây là mình có thấy cái gì không? Không, không thấy gì cả, tại mù mà. Nhưng mà tai mình còn thính, mình có nghe được không? Có, mình nghe, thế nên gọi là cái nhĩ thức. Là cái biết thông qua cái tai của mình, người ta gọi là nhĩ thức. Đó, rồi mình ngửi mùi, được không? Được, nếu có hoa mùi, mùi thơm nhỉ? Đấy, thì thấy trong ngửi thấy mùi gọi là tỷ thức. Và lưỡi chúng ta nếm cái vị, chúng ta vừa ăn cái gì đấy mà chưa kịp xúc miệng, à ngon ngon ngon, à nó gọi là thiền thức. Và nếu chúng ta cảm thấy mát thì là thân thức, nóng thì là thân thức, mềm thì là thân thức. Mặc y áo như thầy là nóng này, đúng không? Thân thức là cái biết của cái thân này này. Thì cái biết của cái thân, ví dụ như tay này mình vẫn còn cảm giác là mình biết. Chứ tay mà bị liệt thì mình có biết không? Tức là dây thần kinh ở cái tay này nó bị liệt đi. Rồi cái mũi của mình nó bị ngạt ấy, nó mình bị Covid ấy, mình bị bệnh cảm cúm ấy. Cái mũi mình nó ngạt là mình không ngửi gì cả, đúng không? Alo. Đấy, thì cái lưỡi của mình mà nếu mình bị cảm ra nó cũng không cảm giác vị được. Thì cái này nó là thuộc về dây thần kinh ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng mà cái mà thầy đang muốn nói ở đây là cái biết đấy đấy. Được chưa? Thì cái biết này người ta gọi là thức. Nó có, theo Phật giáo của Bắc Tông là có 8 thức. Thì năm cái thức này gọi là năm thức ngoài, là năm giác quan ngoài. Ok. Và cái thức thứ 6 người ta gọi là ý thức. Mày là đồ vô ý thức. Ok. Và cả hai cái thức khác là thức thứ 7 được gọi là mạt na thức. Hay thức thứ 8 gọi là tiềm thức hay là tàng thức. Tàng thức. Hay còn trong đạo Nam Tông, Bắc Tông gọi là A Lại Gia thức. Đúng chưa? Hoặc là trong Bắc Tông gọi là thức hữu phần. Nha, tâm hộ kiếp hay là thức hữu phần. À, thì cái chúng ta rất quan tâm là nó nằm ở chỗ này này. Cái chúng ta hay nói về tâm là chúng ta nói đến cái này này. Đúng không? Tâm độc ác, tâm ích kỷ nhá, tâm tham, tâm sân, tâm si là chúng ta hay nói đến bạn này này. Đấy. Trong tổng số bạn này hôm tới chúng ta sẽ học có 121 tâm. Trong đấy bạn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức này, mỗi bạn này có 2. Cộng lại là 10. 10 tâm ngũ song thức, còn lại 111 tâm ý thức. Dạ. Yeah. Thì cái thức này này nó sinh khởi khi mà có ba cái đối tượng. Thứ nhất là cảnh sắc. À, đối tượng nhãn này nha, mắt này này. Mọi người nhìn nhãn này, nhĩ này, tỷ này, thiệt này, thân này, ý này. Cái này gọi là nhãn căn. Mắt người ta gọi là nhãn căn. Nhĩ căn là tai. Tỷ căn mũi. Thiệt căn lưỡi. Thân căn. Và ý căn. Tức là cái bộ phận tiếp nhận đối tượng. Tiếp nhận thì khi cái nhãn căn này là cái con mắt của mình này, nó tiếp nhận một cái hình sắc, một hình ảnh. Trong đạo gọi là sắc. Nhĩ căn này tiếp nhận một đối tượng là thinh, là âm thanh. Sắc thinh hương hay sắc thanh hương cũng vậy. Sắc thanh hương, hương là mũi ngửi mùi hương. Vị, lưỡi chạm vị. Thân có sự xúc chạm. Có ai xúc chạm vào mình thì cái thân này nó biết. Và ý này tiếp xúc với một đối tượng được gọi là pháp. Thì đây gọi là lục căn. Tiếp xúc với lục trần là cái pháp ở bên ngoài đời sống, cái pháp trần ấy. Pháp trần thì có đây, năm cái này là năm đối tượng bên ngoài, là hình sắc, âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm. Thì khi mà năm căn chúng ta đầy đủ, mắt chúng ta rất là tốt. Ok, mắt tốt, tai tốt, mũi, lưỡi, thân đều tốt hết, không có vấn đề bị làm sao. Thì nếu mà mắt tốt mà nhìn cái hình sắc, ok, giống như mọi người đang trước mặt của sư ở đây, và có đầy đủ ánh sáng. Ok, có đầy đủ ánh sáng này. Rồi có sự, có một thêm một đối tượng nữa gọi là tác ý. Tác ý tức là sư phải đang nhìn mọi người cơ, đang cố gắng nhìn mọi người cơ. Chứ mà đầu sư đang nhìn mọi người nhưng sư đang nghĩ chuyện khác thì sư cũng không thấy mọi người đâu. Hoặc sư đang giỏng tai nghe xem đằng sau ai đang nói xấu gì sư ấy, là sư nhìn mọi người sư cũng không thấy. Hình không? Thì bản chất khi hội tụ đủ các yếu tố này này, nó mới sinh khởi ra một cái được gọi là nhãn thức.
giống như mắt, sư nhìn thấy một cô ở trước mặt sư này, ánh sáng đầy đủ này, và sư đang tập trung vào cô đấy, chứ sư đang không nhé nhìn cô bên này, thì tức là sư thấy cô đấy trước mặt sư, thì cái thấy cô, một cái cô trước mặt của sư đấy gọi là nhãn thức, là cái biết thông qua con mắt. Và ngay lập tức sư nhìn sang cô bên cạnh là cái nhãn thức mà nhìn cô này nó bị diệt đi rồi, lại một cái nhãn thức khác nó sinh luôn. Nhãn thức kia sinh diệt liên tục tới hàng trăm hàng triệu cái nhãn thức sinh diệt đấy. Rồi tự đang nhìn thấy tự dưng sư lại nghe thấy người bên kia nói chuyện, là cái nhĩ thức lại sinh diệt, lại sư lại cảm thấy cái quạt nó mát, tức là cứ đan xen liên tục, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức nó đan xen liên tục như vậy, hàng triệu tiến trình tâm sinh diệt liên tục như vậy. Thì mỗi một cái trạng thái biết đấy người ta gọi là tâm nhá. Cái biết của con mắt người ta gọi là nhãn thức, cái biết của cái tai người ta gọi là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nhá. Và cái biết sâu sắc là biết của ý thức đấy, được chưa? Thì rõ ràng cái biết này nó sinh lên khi mà mắt mình còn tốt, khi có đối tượng trước mặt mình, khi mà có đầy đủ ánh sáng và khi có đầy đủ tác ý. Bây giờ tắt điện đi thì có thấy gì không? Mặc dù đối tượng vẫn trước mặt mình có thấy không? Không. Mà bây giờ đối tượng ánh sáng vẫn đầy đủ nhưng không có đối tượng, đối tượng đi mất rồi, có thấy không? Không. Rồi bây giờ mắt thầy bị mù màu thì thấy nó có đúng không? Đang màu trắng chuyển thành màu đen, đúng không? Mắt thầy cận là thầy không nhìn thấy rõ ràng, hoặc mắt thầy mà bị mù là thầy chả thấy cái gì cả. Thì bất kỳ đối, hoặc là khi là giống như mà thầy nói là đang nhìn nhưng mà thầy đang chú tâm vào chuyện khác, là không tác ý hướng tâm về đối tượng ấy, là cũng không sinh khởi ra. Thì một trong các yếu tố này mà không xuất hiện thì nhãn thức sẽ không xuất hiện. Mọi người hiểu đoạn này không? Nhãn thức chỉ xuất hiện khi mà các đối tượng hội tụ thôi, khi các cái nhân duyên nó hội tụ. Giống như bây giờ mình thấy cái bật lửa đấy, có biết bật lửa không? Mình có thấy lửa đấy không? Lúc bật lửa mà chưa bật lên thì mình có thấy lửa không? Thấy lửa nó nằm ở đâu? Lửa nó nằm ở đâu nhỉ? Thế bây giờ mình trồng cây mà chưa đến ngày mà quả nó ra, mình có thấy quả nó ở đâu không? Nó không phải là cây giả để mà mở cái thân ra rút quả ra treo cây thông Noel, đúng không? Đấy là quả giả. Còn quả thật mà khi nó chưa ra quả thì có thấy không? Có biết nó mọc từ chỗ nào không? Sầu riêng chôm chôm, cam mít xoài nó mọc ở đâu có biết không? Không. Tức là chưa thấy nó, tại chưa hội tụ đủ nhân duyên nó chưa ra. Kể cả lúc ra hoa rồi vẫn chưa thấy quả mà. Nhỉ? Thì lúc mà bật lửa chưa làm gì cả là lửa nó không xuất hiện, chứ không phải nó là cái lò lửa đấy, xong mình lấy tờ giấy mình châm vào, lửa nó bén vào cái tờ giấy nó sinh sang bên này. Hoặc là mình thấy cái ngọn lửa của cái nến, mình thấy ngọn lửa ở cái nến có không? Có. Rồi mình châm sang ngọn cái nến khác là mình có thấy lửa nó bén sang không? Thì rõ ràng mình thấy lửa, đúng không? Nhưng bây giờ là cái bật lửa là không thấy lửa, đúng không? Thì rõ ràng là lửa không xuất hiện, mặc dù các điều kiện là nó như vậy nhưng không thấy lửa. Nhưng khi mà ví dụ thầy bật một cái là lửa nó xuất hiện, đúng không? Nó không từ chỗ nào sinh ra nhỉ? Nó không từ một cái chỗ nào có lửa để sinh ra, từ một cái nến khác châm sang, mà nó xuất hiện vì các yếu tố gì? Thứ nhất là ga nó có, đúng không? Thì bật một cái là cái ga nó sụt lên, là cái tia lửa điện nó bắn vào, là cái oxy nó cung cấp, ba cái đấy nó hội tụ thì lửa nó xuất hiện. Giống như mình đánh cái viên đá vào nhau đấy, có thấy không? Đúng không? Đánh viên đá vào nhau là nó có sự tia lửa điện xuất ra, đúng không? Nó có oxy trong không khí, và tia lửa điện bắn ra thì nó bén vào một cái gì đấy rất dễ cháy, hoặc là mình chiếu các cái tia sáng vào trong cái kính núc nhá, thì nó làm cháy tờ giấy. Thì bản chất là khi các nhân duyên hội tụ thì lửa nó xuất hiện, chứ bản chất mà không đủ hết ga rồi lửa nó có xuất hiện không? Thả tay ra phát không còn ga, lửa có còn không? Chụp nó vào hết oxy, lửa còn cháy không? Hết. Bây giờ một cái cây nến này mà thầy chụp nó vào nó hết oxy là nó cũng tắt không? Rồi nó hết bốc nó có tắt không? Nó hết nến nó có tắt không? Có. Thì bản chất lửa còn tồn tại khi các nhân duyên hội tụ nó còn tồn tại, đúng không? Thì cái nhãn thức chỉ sinh khởi, nó giống như lửa chỉ sinh khởi khi mà các yếu tố này hội tụ thôi, đúng không? Mà các yếu tố này diệt đi thì nhãn thức còn không? Thế bình thường là mình có sẵn nhãn thức ở trong người mình không? Nhãn thức nó có sẵn giống như lửa có sẵn không? Không. Bình thường làm gì có nhãn thức nhỉ? Đúng không? Nhưng khi các yếu tố hội tụ thì nhãn thức sẽ sinh. Và nhãn thức có diệt đi ngay lập tức không? Diệt đi luôn này, thầy nhìn đấy, thầy nhìn cô phát ngay tức nó diệt đi luôn, lại muốn nhìn tiếp theo nó lại phải sinh diệt hàng triệu lần như thế thầy mới duy trì được tiến trình nhìn này. Chứ không thể lại nhìn sang bạn này, thầy nhìn sang bạn này, thầy lại nghe bạn kia. Tức là các tiến trình tâm sinh diệt liên tục hàng triệu lần trong một giây đồng hồ. Được không? Điều này muốn nói rằng là không có cái thằng này này.
Người ta hay nói đến từ linh hồn, đây là một từ bị hiểu sai, tức là một cái linh hồn bất biến, là có sẵn bên trong con người mình. Thế xong này xuất hồn ra, ok, đi các cảnh giới này, cảnh giới kia, nhá, xong rồi chết thì bay cái hồn ra, xong chui vào cái chúng sinh khác, không có chuyện đấy đâu. Được chưa? Nó không phải là một cái hình thể như vậy. Mà cái biết của mình thông qua con mắt, nó có phải là một linh hồn không? Bây giờ thầy nhắm mắt, thầy có thấy cái gì không? Nhắm mắt có thấy cái gì không? Có linh hồn nào không cần mắt mà thấy được không? Có không? Có linh hồn nào mà không cần tai mà nghe được không? Không. Làm gì có linh hồn nào có sẵn, giống kiểu thầy đang có sẵn ở trong cái cửa mà mở cửa ra là thầy thấy. Làm gì có nhỉ? Không có. Nên bản chất nhãn thức nó là một tiến trình sinh diệt liên tục do các yếu tố hội tụ và phân ly. Nhĩ thức cũng vậy, tỷ thức cũng vậy, thiệt thức cũng vậy, và căn thân thức cũng vậy, ý thức cũng vậy. Tất cả các yếu tố này đều sinh diệt. Ý thức nó tương tự như vậy thì nó có pháp. Pháp là đối tượng của nó là pháp. Pháp chính là năm cái thức này, là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức, là đối tượng của ý thức, gọi là ngoại pháp. Pháp nó có hai đối tượng, gọi là ngoại pháp và nội pháp. Ngoại pháp chính là gì? Năm thằng thức ngoài đấy, nó giống như một cái người bảo vệ ở ngoài cửa đấy, có năm cái cánh cửa này này, thầy là người ở bên trong, thầy là ý thức, năm cái cánh cửa có năm người bảo vệ. Thế nên có một người gõ cửa mặt này thì cái chú bảo vệ là nhãn thức mở mắt ra thì ghi nhận một đối tượng, xong báo về bên trong: anh ơi, có người đến hỏi anh. Đúng chưa? Thì cái thằng nhãn thức nó chụp một cái tấm hình nha, nó gọi là nhãn thức. Nó giống mình cầm cái máy ảnh chụp hình một cái, xong mình cầm cái bức hình đi sang, thì cái bức hình đấy gọi là nhãn thức. Thì cái bức hình đấy là đối tượng của ý thức. Được chưa? Bức hình như mang vào nhà: anh ơi, ở ngoài kia có một người hỏi anh. Đúng không? Cô gái cao ráo như này như kia mọi thứ. À, cái thằng nhãn thức nó cung cấp một đối tượng và ý thức bắt đầu xử lý. Ý thức bảo, nhìn cái hình ảnh này, à đây là một cô gái. Ví dụ nhãn thức nó thấy một cô gái, nó chỉ thấy thế thôi. Chứ còn cô gái đấy cao, gầy, béo, tốt, có quen hay không quen, xinh đẹp hay không xinh đẹp, đúng chưa? Không biết là đối tượng đến đây để làm gì, là lúc đấy là chức năng của ý thức. Mọi hình dung chức năng của ý thức bắt đầu phải sinh khởi thì mới hiểu được về đối tượng. Còn nhãn thức nó chụp cái tấm hình như một cái camera, nó chụp xong thôi. Nó biết rất là sơ sài về đối tượng. Ví dụ nó thấy một bông hoa thì nó biết đây là bông hoa thế thôi. Còn hoa này là hoa đẹp hay không đẹp, nó giống hoa nào, nó ra làm sao, xong rồi nghĩ xem nó bao nhiêu tiền, không biết sao nó lại nằm ở đấy, không biết nó có tươi lâu hay không. Toàn bộ cái đấy là thằng ý thức nó xử lý. Nhà thằng ý căn này này, nó tiếp xúc với thằng nhãn thức, nó sinh ra thằng ý thức. Nhĩ thức nó sinh thằng ý thức, tỷ thức nó chia thành thằng ý thức. Thì thằng ý thức giống như cái thằng ở đằng trong nhà đấy, nó không trực tiếp gặp những cái người ở ngoài năm cái cánh cửa kia, nhưng thông qua năm cánh cửa kia, năm cái thằng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức sinh khởi, nó mới cung cấp thông tin cho ý thức xử lý. Đúng không? À, mày là đồ vô ý thức. Đúng không? Mắt mày thấy sao mày không nhạy cảm, mày không tinh tế, sao mày thấy này kia, nghe thế thôi sao mày không bảo vệ người này, mày không làm được kia. À, nghe thế thôi xong rồi không xử lý, hoặc xử lý một cách lung tung, thì người ta bảo ý thức của mình nhá, là bị sao, mình bảo mất dây thần kinh xấu hổ hay cái gì đấy. À, thì cái này người ta gọi là ý thức. Được chưa? Thì rõ ràng là ý thức cũng không tự dưng sinh ra, không tự dưng diệt đi nhá. Nó phải có nhãn thức, phải thấy đối tượng thì ý thức bắt đầu mới sinh khởi. Phải có đối tượng là nhãn thức này này, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, khi đập vào ý căn này này, nó mới sinh ra ý thức. Ok. Còn bây giờ thầy nhắm mắt là thầy không có ý thức gì về hết. Thầy có thể có ý thức về việc thầy nghe một âm thanh. Nghe âm thanh là nhĩ thức sinh khởi, đúng không? Xong thầy đoán âm thanh này là ca sĩ hát, đây là ca sĩ Mỹ Linh hay ca sĩ Phương Thanh hay ca sĩ Dương Tùng hay ai đấy. À, tức là khi cái âm thanh đập vào tai của thầy, thầy biết tiếng này là tiếng chó sủa, chó này là chó cái hay chó đực, chó này chó hàng xóm hay chó nhà mình, đúng không? Thầy nghe âm thanh này hay không hay, lúc đấy là ý thức của thầy đã sinh khởi nhờ cái đối tượng là nhĩ thức nó đập vào. Nên bây giờ mà không có âm thanh nào cả thì ý thức thầy sẽ không sinh khởi. Không có hình ảnh nào, ví dụ mình ngồi thiền mình không mở mắt ra thì mình không thấy đối tượng nào hết. Đúng không? Mình không chú tâm vào âm thanh, mùi vị này kia, tức là mình không thấy năm giác quan, nó không sinh khởi cái biết nào cả, thì ý thức sẽ không sinh khởi. Nhưng mọi người hiểu không? Thế nên bản chất rằng là ý thức không phải là pháp có sẵn, không phải là một linh hồn bất biến, không phải là tồn tại thường hằng ở bên trong thân của mình, mà nó là một pháp sinh diệt. Khi có đối tượng thì ý thức mới sinh lên, mà mất đối tượng là ý thức diệt luôn. Mọi người thấy mọi người vừa suy nghĩ chuyện này lại suy nghĩ chuyện khác không? Đấy, đấy là một cái tâm ấy. Tâm nó thích cái này, nó ghét cái kia, nó nhớ cái này, nó nhớ cái nọ, nó cứ sinh diệt liên tục như thế đấy. Nó chuyển từ ý này sang ý kia. Đức Phật nói là tâm viên ý mã đấy. Tâm như con ngựa nhá, tâm như con khỉ, ý thì như con ngựa.
Đấy, nó chuyển cảnh liên tục, nó nhảy quá khứ, hiện tại, tương lai, ăn uống, ngủ nghỉ. À, nó nghĩ liên tục như thế, đấy là sự sinh diệt của tâm đấy. Nếu mà không có năm cái thức ngoài đấy là ý thức sẽ không sinh lên. Mà chúng ta cứ tưởng là chúng ta có tính cách, chúng ta có thói quen, chúng ta có quan điểm, chúng ta có cá tính. Nhưng không, cá tính của chúng ta, tính cách của chúng ta, nhá, tham sân si của chúng ta là những cái hạt giống. Nó được hình thành trong quá khứ, hình thành một thói quen, hình thành một tính cách, hình thành một quan điểm, hình thành một kinh nghiệm. Nhá, đấy là một cái sự huân tập. Giống như kiểu như là bây giờ chúng ta nhìn một hình ảnh mà bố chúng ta thích màu trắng thì chúng ta biết màu này là màu trắng, lần sau chúng ta gặp lại màu trắng, chúng ta có biết nó là màu trắng không? Có không? À, cái đấy là người ta gọi là tưởng. Mọi người nhìn thôi, thức sinh khởi, ngay lập tức thọ, tưởng và hành sinh khởi luôn. Mọi người có biết cái này được gọi là tâm không? Cái này gọi là gì? Học vi diệu pháp và cái này gọi là gì? Tâm sở. Có biết tâm sở không? Khó rồi đây. Tâm và tâm sở, đúng không? Trong cái file này này, đây, sita là tâm, seta sika là tâm sở. Ok, trong vi diệu pháp nói đến bốn đối tượng của chân đế, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp, đúng không? Rupa là sắc pháp và Nibbana là niết bàn. Bốn đối tượng của vi diệu pháp là bốn đối tượng của chân đế. Biết chân đế, tục đế chưa? À, tục đế, đế là sự thật, tục đế là sự thật về thế tục. Ví dụ đây là một con người, chúng ta gọi đây là sư Phước Minh, thì cái từ sư Phước Minh đấy là một cái tục đế. Nhá, à, gọi cái sư Phước Minh này là một cái tục đế, tức là cái ngôn ngữ thế tục để gọi về một cái người như thế này gọi là sư Phước Minh. Ngày hôm qua là ông thầy Cường, hôm nay là ông sư Phước Minh. Nhá, Bắc Tông thì gọi là sư, còn Nam Tông gọi sư, Bắc Tông gọi là thầy, ví dụ thế. Đấy, mặc cái áo này thì người ta gọi là sư, thì cái này người ta gọi là tục đế. Còn chân đế thì cái ông này ông chỉ là sắc thọ tưởng hành thức mà thôi, đúng không? Thì sắc thọ tưởng hành thức đấy thì phần sắc này người ta gọi là vật chất, đúng chưa? Còn đâu cái thọ tưởng hành này người ta gọi là tâm nhá, thân tâm. Thế là năm cái uẩn này nó hình thành nên cái ông sư Phước Minh này này, đúng không? Đấy nhá, đấy thì trong cái ông sư này cũng thế, nó lại chia ra thành hai phần, tâm này nó chia ra tâm và tâm sở. Ví dụ mắt thầy thấy được gọi là nhãn thức, là cái biết của con mắt, cái biết của tai, cái biết của ý thức. Nhưng biết rất là thuần túy, nhưng mà cái đối tượng biết đấy là cái gì thì do tâm sở tạo nên. Hôm qua chúng ta học tâm sở, tâm tham, thì nó là tâm kết hợp với những tâm sở bất thiện của tâm sở tham, thì nó hình thành tên tâm là tham. Ví dụ bây giờ tâm này nó giống như là nước trắng, đây gọi là nước trắng, nhưng mà thêm vào cà phê, thêm vào đường, thêm vào chanh, thêm vào cái gì đấy thì nó sẽ gọi là nước chanh. Ok, nước đường, sữa, cà phê, thì cái nước này chính là tâm. Nhưng mà tên của cái tâm đấy là tâm tham, thì nó gồm những tâm sở bất thiện hình thành nên tâm tham. Được chưa? Nước này là nước chanh, nó hình thành gồm chanh, gồm đường, gồm đá, thì người ta gọi là nước chanh, đúng chưa? Nên tâm tham, tâm sân, tâm si người ta gọi là tâm bất thiện, thì nó hình thành từ những tâm sở bất thiện. Tâm sở bất thiện thuộc về sở hữu của tâm. Tâm sở là đệ tử của tâm, là cái người mà gọi là thừa hành tâm đi đâu thì tâm sở đi đấy, và tâm sở phục vụ cho tâm. Được chưa? Phục vụ cho tâm, giống như vua này đi đâu cũng có đại thần đi cùng. Đại thần bất thiện bên này là hòa thân này, là thái giám này, đại thần bất thiện. Còn bên này đại thần thiện là lưu gù này, bao công này, đúng không? Đấy, đại thần thiện. Đấy, còn đại thần bất thiện thì những cái thằng bất thiện nó đi cùng với tâm này hình thành tâm bất thiện. Nhá, tâm tham, thọ hỷ này, thọ này, thọ hoan hỷ đấy, hoặc là thọ xả, hoặc là thọ yêu, thọ khổ, đúng không? Ái, thọ hỷ, hợp tà, đúng không? Tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ, đúng không? Rồi, thì cái tâm sở này nó thuộc sở hữu của tâm vương. Vương là vua ấy, tâm này. Đấy, nên chúng ta hay nói là tâm. Được chưa? Thì các cái thức này người ta gọi là tâm này. Tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, tâm ý thức. Người ta gọi là tâm. Và cái tâm này thì tâm nhãn thức, có tâm nhãn thức thọ xả, quả bất thiện vô nhân, tâm nhãn thức thọ hỷ, cái này kia. Ok,
và ý thức cũng vậy, 111 tâm ý thức này thì người ta có cái tên của tâm ý thức đấy phụ thuộc vào các tâm sở đi cùng. Nếu nó có chanh thì nó gọi là nước chanh, nó có cam gọi là nước cam, có cả chanh cả cam thì không biết gọi là cái gì, nước cam chanh đúng không? Đấy, ví dụ thế. Đấy, cà phê sữa đá nhá, cà phê sữa đá thêm một ít sữa tươi đúng không? Đấy, bạc xỉu thêm một ít sữa tươi vân vân. Đấy thì chúng ta đang hình dung rằng à, nên chúng ta quay trở lại để chúng ta thấy rằng là à, cái ý thức này này, cái ý thức này nó có một cái đối tượng là pháp, là ngoại pháp, là các pháp ở bên ngoài, là do năm thức ngoài sinh ra, năm cái ông gác, năm cái cổng ấy, năm cái cửa đấy đấy, giống năm cái camera đi, cái camera đi, mình cho nó dễ đi, mình ngồi trong nhà, mình là ý thức, mình ngồi trong nhà, mình nhìn năm cái camera, thì cái camera này nó gọi là nhãn thức, camera này gọi là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Và khi nhìn vào cái camera đấy, bắt đầu mình sinh khởi suy nghĩ, ê, cái thằng nào trước cửa nhà mình ấy nhỉ, thằng em đẹp khả nghi nhá, không biết có quen không mà cứ đứng đi qua hay vàng vàng. À, thằng ý thức nó nghĩ thế đấy, nó thông qua cái camera là cái hình ảnh do thằng nhãn thức nó hiện lên, thì nó sẽ đoán cô gái này chắc là nhiều tuổi đây, trẻ trung đây, không biết có quen mình không, à, làm quen được đấy. Lại lại toàn bộ những cái đấy là ý thức, sau khi nó bắt cái cảnh nhãn thức thì nó suy diễn như vậy đấy, được chưa? Thì nó khi nó suy diễn như vậy thì mới biết nó suy diễn từ đâu, nó suy diễn từ thằng tưởng này này. Thì khi tâm sinh khởi, ngay lập tức ba thằng này sẽ sinh khởi để phục vụ cho tâm, gọi là sở hữu của tâm, sở hữu tâm. Thì ngay lập tức khi mà thầy gặp một cái cảnh mà thầy quen thuộc, thầy thích, thì cái thọ dễ chịu nó sinh khởi. Ok, ví dụ như thầy thích cảnh đẹp đi, thầy thấy cảnh đẹp là thầy thích, thì cái thọ hỉ nó sinh khởi. Ví dụ như ai cho thầy 50.000, đúng chưa? Thì ví dụ như 50.000 đối với thầy nó không lớn, thì thọ thầy nó xả bình thường, thản nhiên. Nhưng đưa cho thầy 5 triệu phát là thầy thọ hỉ liền, hoan hỉ liền, hiểu chưa? Đang xả thành hỉ liền luôn. Đưa 50.000 đấy không cười gì cả. Sao con cúng dường hơi ít à? Đây con cúng dường thầy 5 triệu phát hỉ liền. Trời ơi, lâu lắm không gặp con vào đây ngồi chơi nha, gia đình dạo này ổn không? Hỉ liền. Đấy, đúng không? Thọ chuyển từ xả sang hỉ, đúng không? Xong rồi nó bảo sao thầy tham thế nhỉ, là mình thọ sân liền, đúng không? Thọ sân liền, thọ bực mình liền, đúng không? À, cái thọ này đấy, thì cái thọ này nó sinh ra để nó cung cấp cho cái biết đấy đấy. Ví dụ cái nhãn thức của mình gặp một cái xe đẹp đi, gặp một cái ô tô đẹp, gặp một cái cảnh chùa đẹp, gặp một cái đối tượng gì đấy mình thích, thì ngay lập tức cái nhãn thức đấy nó đi cùng với cả nhãn thức thọ xả hay thọ hỉ, được không? Nhãn thức thọ xả tức là cảnh bình thường, còn nhãn thức thọ rất là hỉ, nhãn thức nó cũng thọ hỉ, tại vì nhãn thức cũng là một cái tâm, và có tâm nhãn thức thì nó cũng đi cùng với thọ tưởng hành của nó. Mọi người hình dung không? Thằng canh cửa nó cũng có đệ tử, không phải mỗi mình mới có đệ tử đâu, nó cũng có đệ tử, nó cũng có đàn em, được chưa? Thế nên là khi nó gặp cái đối tượng gì đấy, đàn em của nó là điện thoại, à, nó search lên xem cái gì, thầy ví dụ thế. À, thì thằng nhãn thức này nó cũng có thọ. Thằng đặc biệt thằng ý thức thì nó mạnh nhất. Thọ giống như kiểu như bây giờ mình gặp một cảnh phát mình thích luôn, mình cảm giác dễ chịu, ví dụ mát là mình cảm thấy dễ chịu, quạt nó chiếu vào người mình á, nhá, là cái gì sinh khởi nhỉ? Quạt nó chiếu vào người thầy thì cái gì sẽ sinh khởi? Hả? Cái gì? Cái thức nào sinh khởi? Thân thức sinh khởi, đúng không? Biết mát, biết nóng, biết lạnh là thân thức. Còn bây giờ thầy nghe một cái âm thanh ở trên tivi hay âm thanh ở ngoài kia nói mà, thì là cái thức nào sinh khởi? Nhĩ thức sinh khởi. Và nhĩ thức sinh khởi thì nó có đi cùng với thọ dễ chịu hay khó chịu không? Có. Ví dụ nghe một âm thanh rất là hay, một cái giọng ca rất là tuyệt vời, một người thì nói năng nhỏ nhẹ kia, thế là thọ hỉ, nhãn thức thọ hỉ, quả thiện, đúng không? Nhưng mà bây giờ nghe chát chúa, cãi vã, xung đột, đâu mấy ông thầy chùa đâu hết rồi, ra đây, đúng không? Đấy, cứ xây cho chùa ta. Một cái âm thanh không hề dễ thương tí nào cả, nên là sinh ra một cái cảm thọ khó chịu. Sao ai vào chùa mà lại thấy nói chuyện thì không khó nghe thế nhỉ? À, tại mình có một cái nghiệp nó trong quá khứ gây sự gì với người ta, nên bây giờ mình phải chịu cái quả là nghe những lời nói không dễ thương. Hình như à, đấy là nghe lời nói không dễ thương như thế, thì người ta gọi là cái thọ khổ đấy. Thực ra là nhãn thức là thọ xả nhá. Hoặc là ai đấm chúng ta một cái là cái thân thức nó xuất hiện thọ khổ không? Đấy, thọ khổ nhá. Thì thọ này nó giúp cho chúng ta cảm nhận về đối tượng. Ok, bây giờ chúng ta thích cái món sầu riêng, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy quả sầu riêng chúng ta có thích không? Cảm thọ rất là dễ chịu đúng không? Rất là thích thú đúng không? Tại
tại vì chúng ta biết về đối tượng này rồi, chúng ta từng có trải nghiệm về đối tượng này rồi, nó lưu trong ký ức của chúng ta rồi. Nên giờ chỉ cần nhìn qua quả sầu riêng là chúng ta biết nó là sầu riêng, mà biết nó là sầu riêng là do thằng nào? Do thằng tưởng này này. Thằng này là ký ức. Thằng này là ký ức đối tượng nào mình đã gặp, đối tượng nào đã đặt tên, đối tượng nào mình đã ghi nhận rồi là mình sẽ nhớ. Tưởng ấy, tưởng tượng ấy. Ví dụ mình gặp một cái người mà trông như mình tưởng là bạn của mình khi mình đi lên, không phải, thì cái tưởng của mình bị sai. Còn rồi mình tưởng là không phải bạn của mình đi lên, thấy là bạn mình. Ok, thì đấy là tưởng, tức là ký ức, là trí nhớ của mình, là cái ký ức của mình. Mọi người hình dung, à thế nên là cái tưởng này nó phục vụ cho cái thằng thức này này, để biết về đối tượng ấy, nhớ về đối tượng ấy. Bây giờ mình gặp một cô gái, mình biết đây là cô gái, tại vì mình đã từng biết cô gái là cái gì. Còn nếu chưa bao giờ mình gặp sầu riêng thì mình nhìn quả sầu riêng mình có biết nó là gì không? Mình cũng chả đoán được nó là cái gì luôn. Nhá, mùi mình chưa từng ngửi, tên mình chưa từng đọc, hình mình chưa từng xem, là mình không biết nó là cái gì. Thì cái này là tưởng là mình chịu chết. Nhưng mình phải có ký ức trong quá khứ thì nó gọi là tưởng. Giống như bây giờ mình gặp một đối tượng, mình bảo ê, ra đây, mày có biết đối tượng này không? Đúng không? Hoặc là bây giờ mình không biết cái gì, mình tra Google, mình tra ChatGPT để mình xem nó là gì, đưa hình ảnh vào là ChatGPT nó biết, à đây là một cô gái như thế này như thế kia, đây là chàng trai. Hoặc là tên của một cái gì đấy thì search, tên tiếng Anh nó ra gì đấy. Thì cái việc cung cấp thông tin đấy chính là phần tưởng này nó cung cấp. Được chưa? Còn phần hành này là nó cung cấp cho mình cái việc là mình thích đối tượng này hay không thích, ghét hay không ghét, muốn hành xử trên đối tượng này như thế nào. Tưởng nó chỉ cung cấp thông tin thôi nhé. Còn nó hành là tức trong quá khứ mình rất thích những cái xe như vậy, mình rất thích cái âm thanh như vậy, mình thích ca sĩ này, mình không thích ca sĩ kia. Rồi khi mình gặp cái người mình thích thì mình muốn tiến đến để nói chuyện, để xin thông tin, để hỏi thăm, để này để kia. Thì cái đấy là tâm hành nha, là dẫn dắt mình hành động, xúi dục mình hành động. Nếu thích thì mình hành động kiểu khác, nếu ghét thì mình hành động kiểu khác, nếu quen thì mình hành động kiểu khác, nếu không quen thì mình hành động kiểu khác. À thì cái đấy là tâm hành. Nên cấu trúc của một cái cơ thể, của một cái con người như thế này này, nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Mọi người hiểu đoạn này chưa? Cái sắc thân này này, khi mình chết đi, nó trở về với đất, nước, gió, lửa, gọi là đất. Đúng chưa? Nước, gió và lửa trở về với tứ đại. Một đứa trẻ bắt đầu hình thành trong bụng mẹ do cái thức ăn sinh ra. Tinh trùng với tổ trứng kết hợp thành một tổ hợp, và giờ thức ăn mẹ đưa ra thì bắt đầu nó hình thành chân, tay, não, niết này kia. Toàn bộ cái vật chất đấy nó gồm đất, nước, gió, lửa, ngoại. Thực ra nó có 24 yếu tố y đại sinh. Giống như dưới này chúng ta thấy 24 yếu tố y đại sinh, nhưng bản chất chúng ta thường nói đến đất, nước, gió, lửa. Trở về với cát bụi đấy. Nhờ? Thì cái cát bụi này hình thành cái thân này, chết, sinh, già, bệnh, chết. Ok chưa? Nhưng cái tâm này thì nó không chết. Tâm này nó không diệt, nó sinh diệt liên tục. Mọi người thấy nó sinh diệt liên tục không? Nhãn thức sinh lên thì có diệt đi không? Nhĩ thức, tỷ thức, ý thức sinh lên cũng diệt đi luôn. Nó sinh diệt liên tục nha. Sinh diệt liên tục. Thì thằng nào đi đầu thai? Thằng nào đi tái sinh? Được chưa? Chúng ta nhớ nhá, là không có các bạn linh hồn ở đâu nhá. Bao nhiêu người đã từng, trước đây đã từng gọi là rất là tin một điều gì đấy và bây giờ không tin nữa, giơ tay. Rất nhiều người, bao nhiêu người đã từng thích một điều gì đấy bây giờ không thích nữa. Ok, bao nhiêu người đã từng ghét một điều gì đấy bây giờ lại thích, có không? Thế thì bản thân mình lúc trước với lúc sau có giống nhau không? Không giống nhau đúng không? Vừa mới thích tí lại ghét đúng không? Vừa mới hứa tí lại không muốn giữ lời hứa nữa không không? Đúng không? Con người của mình thay đổi liên tục như vậy, thì cái con người 5 phút trước với con người 5 phút sau có giống nhau không? Không. Bây giờ chúng ta đang rất là đau khổ, rất là phiền não. Nếu mà chúng ta gặp sư Phước Minh một cái, thế là tự dưng chúng ta kể lể một chút là tí chúng ta hết khổ đau luôn. Sư Phước Minh chỉ cần cho chúng ta một vài góc nhìn thôi là toàn bộ khổ đau chúng ta tan biến. Tại sư làm việc đấy đến nhiều năm rồi, hàng ngàn gia đình rồi, đang rất đau khổ, quằn quại, trầm cảm, tự tử rồi đủ thứ. Nhưng có khi nói chuyện 15 phút, 30 phút, 1 tiếng xong cười phớ lớn. Cái khổ đau đoạn trước nó đi đâu mất rồi? Nó có thật không nhỉ? Nhỉ? Đang trầm cảm, đang bấn loạn, đang muốn ly dị chồng, đang ghét mẹ chồng, đang muốn giết mẹ chồng. Nói chuyện xong thì trột chân, mình là sát nhân chứ không phải mình là nạn nhân. Lại muốn xin lỗi bố, xin lỗi mẹ, xin lỗi chồng đi. À, thì rõ ràng khoảnh khắc trước với khoảnh khắc sau, mình cứ tưởng mình là cái con người đấy, cái nhận thức đấy, cái quan điểm đấy, cái tính cách đấy, nóng tính, sân hận, rồi tổn thương, rồi nạn nhân đấy, mình tưởng là thế. Nhưng mà do mình vô minh nên mình cứ tưởng vậy. Mình ghét bố, mình ghét mẹ, giống như vừa rồi thầy nói là cái trường hợp mình đi về nhà mình thấy đứa con mình như thế đúng không? Mình đưa ngay ra một suy nghĩ, ơ cái con bé này, rồi nói bao nhiêu lần thì cái mặt cứ lì ra,
bảo giờ này phải đi tắm đi ngủ rồi mà không chịu tắm đi ngủ đúng không? Đấy, cả cái ông chồng nữa, bao nhiêu lần nói rồi để cho con nó ngủ sớm như thế kia, tức là về nhà phát là mình sinh khởi phiền não luôn. Tại vì ý mình có một cái suy nghĩ trong đầu mình là chồng mình vô tâm, mình có một suy nghĩ trong đầu mình con mình nó khó bảo. Ok, bao nhiêu ngày tháng mình chúi đầu vào công việc, mình quên bỏ rơi con mình, nó cô đơn, nó trống trải, nó mệt mỏi. Ok, rồi chồng mình đang chơi với con mình từ chiều đến bây giờ, chỉ một khoảnh khắc anh đấy đang nấu cái gì anh chạy vào trong nhà thôi, thì cái khoảnh khắc mình vừa về mình không thấy ai cả, tự dưng sinh khởi lên rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, bực bội khó chịu. Ok, xong là quát con luôn, sao mẹ đã bảo con thế này thế kia rồi, thế bố con đâu, nó kiểu vù luôn. Mình tưởng rằng mình là cái tâm sân đấy. Ok, mình tưởng rằng mình là cái suy nghĩ đấy, là cái quan điểm đấy. Mình tưởng rằng cái suy nghĩ mình về chồng, về con thế là đúng. Mình tưởng rằng cái ông chồng trong quá khứ của mình rất là vô tâm trẻ con này kia. Hoặc mình tưởng đứa con mình lì lợ. Rồi mình tưởng cái hình ảnh mình thấy trước mặt là giống như mình suy nghĩ thật. Nhưng không phải. Đúng không? Cái thấy, cái biết đấy của mình, cái kinh nghiệm đấy của mình nó không đúng. Nó chỉ là một cái ký ức quá khứ thôi. Nó chỉ là một cái tưởng của quá khứ thôi. Nó chỉ là cái kinh nghiệm hạn hẹp của mình thôi. Nó chỉ là cái hạt giống tham sân si bị tích lũy trong mình thôi. Mà lúc này khi gặp cảnh một cái là nó sẽ vận hành theo kiểu như vậy. Thế mình dễ nóng tính, mình dễ căng thẳng, mình dễ sân hận, mình dễ phán xét. Thì mình có phải là cái đứa đấy không? Mình có phải đứa đấy không nhỉ? Ngay lập tức bảo mẹ ơi, mẹ đừng có mắng con. Con nhớ mẹ quá nên con chờ mẹ, chứ bố bảo con đi ngủ từ lễ giờ rồi, nhưng con buồn ngủ nhưng con vẫn chờ mẹ. Mấy ngày hôm nay con không được gặp mẹ. Trời đất ơi, nó nói thế xong phát là mình khựng người luôn. Thế con người đang sân si của mình, đang bực bội của mình, đang phán xét của mình, trách cả chồng, trách cả con. Mẹ ơi đừng mắng con, mẹ ơi đừng mắng bố. Bố chơi với con từ tối đến bây giờ, bố vừa mới vào trong nhà thôi. Đúng chưa? Ngay lập tức mình xứng lại người, cái con người sân si, bực bội xong rồi tổn thương, đau khổ, xong rồi gánh nặng cuộc đời đấy nó dừng lại luôn. Tự dưng thấy đứa con này xong mình rơi nước mắt luôn. Ôi thôi mẹ xin lỗi. Thôi mình chạy vào mình ôm con mình. Mình thấy nó cô đơn bao nhiêu ngày tháng, nó nhỏ xíu thế thôi, mình cứ lao đầu vào công việc. Xong mình phán xét nó, rồi mình chê trách nó, xong mình nghĩ mình là nạn nhân cuộc đời. Không phải. Thì rõ ràng khoảnh khắc trước mình có phải là cái con người đấy không? Không. Không hề luôn. Chỉ đúng một giây phút sau mình thấy hối hận rồi. Đấy. Thì mình cứ tưởng mình là cái linh hồn đấy. Mình cứ tưởng mình là cái quan điểm đấy. Mình cứ tưởng mình là cái suy nghĩ đấy, tính cách đấy, thói quen đấy, kinh nghiệm đấy, ký ức đấy. Mình cứ tưởng cái hình ảnh đứa con trong đầu mình trước giờ mình nghĩ về nó là đúng. Mình cứ tưởng cái hình ảnh người chồng trong đầu mình nghĩ là đúng. Nhưng nó có đúng đâu. Không hề đúng tí nào cả. Mình cứ cả tin. Xong nếu mình không tu tập thì lúc nào mình cũng bị giật dây bởi những cái sự phiền não đấy. Và mình không quản trị được cảm xúc, không quản trị được tham sân si của mình. Mình luôn luôn sống với vai diễn nạn nhân, luôn luôn cho rằng mình là người bị đối xử bất công, chồng mình không thương mình, con mình thế này, rồi mình sau mình không may mắn, sao sao sao. Nó cũng có rất nhiều kiểu trạng thái tâm. Sau này mình học mình mới hiểu được cái đối thủ lớn nhất của chúng ta đấy là bản ngã. Những tâm tham, tâm sân, tâm si, ký ức này, ký ức kia, nó chỉ là những đối tượng trung gian thôi. Còn vô minh sâu đậm nhất của chúng ta là vô minh về bản ngã. Sau này chúng ta học chúng ta mới hiểu nha. Nhưng về cơ bản thầy đang nói như thế để chúng ta thấy là không hề có thằng này đâu nha. Cái ý niệm linh hồn này là một ý niệm sai lầm, nói về việc chúng ta có một cái linh hồn bất biến. Chúng ta là một cái cá thể thường hằng. Được chưa? Chúng ta là một cái gì đấy mà có sẵn tính cách đấy, có sẵn quan điểm đấy, có sẵn cái ký ức đấy, có sẵn cái thói quen đấy. Rồi chúng ta là như vậy đấy, chúng ta thẳng thắn này, chúng ta thô kệch này, chúng ta này như kia. Không phải, chúng ta không phải là những thứ như thế. Đấy là những thứ sinh diệt liên tục. Có phải ngày trước mình không thông minh xong đi học mình khôn hơn không? Đúng không? Ngày trước mình không có kinh nghiệm xong đi làm một thời gian mình có kinh nghiệm không? Trước đây thẩm mỹ mình kém, bây giờ mình làm nhiều mình thẩm mỹ mình tốt hơn không? Trước đây mình hiểu sai về một người, sau đấy sống với người đấy lâu ngày bắt đầu mình hiểu về người đấy hơn, mình thương người đấy hơn đúng không? Trước đây mình ghét bố, ghét mẹ, sân chồng, sân vợ, sau này mình hiểu được những nỗi khổ niềm đau người ta, mình cảm thông nhiều hơn không? Không. Thì mình đâu làm cao sao cả tin vào quan điểm mình được. Nhờ. Rõ ràng khi mình chưa học pháp là mình rất nhiều khổ đau không? Sau khi mình học pháp mình biết nhân quả đúng không? Mình biết rằng là tham sân si là cái gì, rồi tu tập phải bao dung, phải độ lượng, phải nhìn mình, nhìn người, phải thế này kia, thế là mình thay đổi. Đúng không? Thì cái ý niệm sai lầm của chúng ta, ý niệm về cái linh hồn này này, người ta hay nói rằng có một cái linh hồn bất biến, có một cái cá thể ở bên trong. Nhưng rõ ràng hôm nay chúng ta phân tích là nhãn thức không có sẵn đúng không? Cái biết về con mắt không có sẵn đúng không? Thì rõ ràng cái thấy này cũng không chắc chắn đúng không nhỉ? Và nó cũng không cố định nhỉ?
khoảnh khắc trước nó thấy sai, bây giờ nó có kiến thức đúng thì nó lại thấy lại đúng, đúng không? Bây giờ mắt thầy mà không đeo kính thì nó bị cận, đúng không? Còn bây giờ thầy đo thầy biết là thầy bị cận hay thầy đeo cái kính mà phát thầy nhìn nó khác liền nhỉ? Đúng không? Nhưng mà thầy bỏ kính ra nó lại bị cận lại nhỉ? Thì bản chất cái thấy của thầy là phụ thuộc vào cái kính này, đúng không? Thế nên mọi người nhớ nha, nhãn thức này, nhãn thức, tất cả các thức này, kể cả ý thức của mình cũng sinh diệt liên tục chứ không cố định thường hằng, không mãi mãi. Tính cách có thay đổi không? Quan điểm, kinh nghiệm, kiến thức, mọi thứ có thay đổi không? Thế nên rõ ràng cái khái niệm về linh hồn bất biến là không đúng đâu nha, không hề có luôn ấy. Nên mình có thể chuyển hóa không? Mình có thể trở nên dễ thương và đáng yêu được không? Đúng nha, một người đang gọi là thánh nhân cũng có quá khứ, tức là một người quá khứ rất là tệ bạc thì tương lai họ có thể trở thành thánh nhân được không? Tội đồ cũng có tương lai. Còn nhìn một thánh nhân này, họ có quá khứ của họ không? Có. Nên mình có thể đồng nhất họ là đứa như thế, tính cách như thế, chồng thế, vợ thế, con thế được không? Không. Nhá, đây chỉ là giây phút hiện tại của họ thôi. Họ bị vô minh, họ bị tham sân si, họ bị tổn thương, họ bị đau khổ nhá, họ bị nghiệp quả chi phối, vân vân và vân vân. Nên họ đang hành xử như vậy thôi, chứ bản chất họ không phải con người như vậy đâu. Nhá, nếu mà họ được học pháp là họ tỉnh ngay. Nhá, nếu họ được đối xử tốt đẹp pháp là họ khác ngay. Đứa con của mình lúc đẻ ra nó rất dễ thương đúng không? Từ ngày ở với mình xong bây giờ nó sân si, nó phiền não, xong nó lười biếng đúng không? Thế nó ở với ai? Ai là trồng cái cây xà lách đấy? Hôm nào vui thì tưới nước sôi, không vui thì tưới nước đá. Hôm nào tức lên thì tưới axit. Cây xà lách có lên được không? Hôm nay nó biến đổi gen là do ai? Đúng không? Từ ngày cái ông chồng cưới mình rất là dễ thương đáng yêu, có dễ thương đáng yêu mình mới cưới nhỉ? Nhá, còn bây giờ ông ấy phiền não, ông ấy đau khổ, ông ấy có mối quan hệ khác là ông sống với ai? Đúng không? Bà vợ ngày xưa hiền như con cún con mèo con, bây giờ thành sư tử Hà Đông. Thì cái con cún con nó sống với ai trở thành sư tử? Nhá, ai chúng ta thấy mà, chúng ta thấy tất toàn bộ cái tiến trình đấy. Nhá, là một cái tiến trình thay đổi không? Có không? À, tiến trình thay đổi đấy, nên là chúng ta phải phá bỏ ngay cái ý niệm về linh hồn này. Cá tính con bé nó như thế, tính nó thế, đúng chưa? Nó không thay đổi được đâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Người ta hay nói như vậy, mà người ta quy chụp. Người ta quy chụp, được chưa? Người ta suy diễn, người ta cố định cái hình ảnh của người khác ở trong đầu của mình. Người ta tự phán xét mình, tự phán xét người khác. Người ta tự đóng khung bản thân mình, đóng khung các quan điểm lại. Thế là khổ đau đấy nha. Không có linh hồn này nhưng có một thứ đi tái sinh. Cái tiến trình tâm sinh diệt liên tục này này, nhãn thức sinh lên, ý thức sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Người ta gọi là tiến trình tâm. Mình thấy một cái ngọn lửa, mình thấy mình châm một cái ngọn lửa, mình thấy ngọn lửa đấy nó có mãi mãi không? Nó có thay đổi không? Ngọn lửa đấy có thay đổi không? Châm thì nó không thay đổi, nhưng bản chất nó có đang đốt một cái bấc khác không? Đốt một cái xác khác không? Và đến một lúc là nó cháy hết bấc, cháy hết sáp, nó có cháy đi không? Nó đốt một oxy khác này, đốt một cái bấc khác nhỉ? Rồi gió tạt qua tạt lại thì toàn bộ ngọn lửa của dây trước dây sau nó có giống nhau không? Không, không hề giống nhau, nó thay đổi rồi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, đúng không? Rồi bây giờ thầy cầm cái ngọn lửa này, thầy châm sang cái ngọn nến khác, thì có phải linh hồn ngọn lửa này nhảy sang linh hồn ngọn lửa kia không? Không nhỉ? Nó chỉ là truyền nhiệt thôi mà. Truyền nhiệt thôi mà nhỉ? Quả pizza này đập vào quả pizza kia chạy đi, quả pizza này dừng lại. Có linh hồn của quả pizza này nhảy sang quả pizza kia không? Không nhỉ? Nó chỉ là truyền động lực thôi nhỉ? Bây giờ mà có một anh chàng anh ăn cắp xoài nhà người ta, thế là bị bắt đi trên quan. Thế là anh bảo đâu, tôi đâu ăn cắp xoài của ông ấy đâu. Cái quả xoài ông ấy trồng nó mục ruỗng ở dưới đất đấy chứ nhỉ? Ông ấy trồng 3 năm trước là cái quả xoài dưới đất mà tôi vặt quả xoài trên cây mà, hai quả khác nhau mà nhỉ? Rõ ràng nó khác nhau. Mà sao bắt tôi? Kỳ đấy. Ngụy biện như thế có được không? Hai quả đấy nó có khác nhau không? Có khác mà nó có giống nhau không? Có giống nhau không? Thế bây giờ thầy của bây giờ với thầy của một tiếng trước đứng lên Nam Mô Bổn Sư Thích Ma Phật giống nhau hay khác nhau? Có giống nhau không? Có khác nhau không nhỉ? Khác mà có giống không? Vẫn là cái ông đấy. Nhờ. Cái ông này, ông ấy mà đang nợ nần tiền bạc, ông đang đau khổ, ông đang phiền não thì ông có vẫn nguyên si đấy không? Có chứ, nó chỉ thay đổi những yếu tố nào thôi, có những yếu tố khác nó vẫn chưa thay đổi nhỉ? Tính thầy vẫn vậy, tên thầy vẫn vậy. Nhá, thầy đang phiền não với ai, thầy vẫn vậy, thầy đã thay đổi đâu. Thế nên cái quả xoài mọc sau này với cái xoài trước nó có cùng ADN không?
có không? Xoài ngọt thì tự dưng mà quả xoài con nó sang chua lét không? Không. Rồi quả trên cây kia lại thành quả táo không? Không, nó vẫn là xoài, nó vẫn là xoài cát Hòa Lộc, hay nó vẫn là xoài trứng, nó vẫn là xoài Thái Lan, chứ nó không thể đang là xoài trứng tự dưng đẻ lên là con của nó lại xoài gà được. Đúng không? À, nó giống nhau nhưng mà nó cũng khác nhau. Đúng không? Đấy, nó giống nhau nhưng nó cũng khác nhau. Nó là một tiến trình sinh diệt. Nên rõ ràng giây phút này với giây phút sau là thầy sẽ khác nhau rồi nhá. Sau khi thầy nói ra một câu, tế bào trong cơ thể thầy sinh diệt liên tục, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức sinh diệt liên tục, nhìn đến mọi người ở đây là thầy đã thay đổi rồi đấy. Đây là lần đầu tiên thầy đến chùa giác ngộ. Đúng không? Thì rõ ràng đến đây là thầy sẽ có cảm nhận khác. Và từ cái lúc thầy đến đây đến bây giờ là chắc chắn là con người của thầy đã khác rồi. Được chưa? Nhưng mà rõ ràng con người khác này có nối tiếp với con người cũ không? Có, vẫn còn mang rất nhiều phần của con người cũ đúng không? Hình tướng vẫn gọi là ông sư Phước Minh, Phật giáo Nam Tông vẫn thế này, vẫn thế kia, vẫn là ông thầy cái này này. Đấy, thì đây là một tiến trình tâm, một tiến trình sinh diệt liên tục, chứ không thể nói hôm nay tôi vay tiền ngân hàng, tôi ăn mặc com lê này kia, tôi đến ngân hàng tôi vay, xong ngày mai tôi đi chơi một tuần sau tôi quay trở lại tôi ăn mặc bình thường mà không. Cái thằng hôm trước nó mới vay tiền, tao có vay đâu. Có nói thế được không? Đúng không? Người ta sử dụng cái gì người ta biết mình vẫn là thằng đấy. Dấu vân tay này chạy đi đâu được đúng không? Chứng minh thư này chạy đi đâu được đúng không? Kể cả mình biến dạng đi mà nó bây giờ xét nghiệm ADN có biết không? Đấy, nhỉ? Biết. Chết rồi người ta vẫn xét nghiệm ADN để biết được mà. Thì có rất nhiều cái dấu hiệu để cho biết mình khác biệt với người khác. Được không? Thế nên rõ ràng cái này người ta gọi là một tiến trình tâm, chứ không phải là một linh hồn bất biến. Tiến trình thì có thay đổi không? Có thay đổi nhưng nó có sự kế thừa của cái đoạn trước không? Nên rõ ràng là sáng nay thầy thức dậy thì thầy có mang rất nhiều ký ức của ngày hôm qua không? Thầy vẫn là một vị sư của Nam Tông, thầy vẫn là người này kia, vẫn có bố mẹ như thế, vẫn có kinh nghiệm kiến thức như thế đúng không? Mặc dù có thay đổi nhưng có mang rất nhiều chất liệu cũ không? Đấy, thế nên khi mà thầy tái sinh sang một kiếp sống mới, giống như mở mắt ra tối nay ngủ mai thức dậy vẫn thế. Nha, nếu ở ngoài đời vẫn nợ ngân hàng, vẫn người chồng đấy, vẫn người vợ đấy, vẫn sân si đứa con đấy, đúng chưa? Vẫn đang bế tắc trong cái dự án đấy, vân vân. Thì cái việc tối nay thức dậy, mai thức dậy, mới cái việc mà từ kiếp sống này sang kiếp sống khác có khác nhau không? Không đâu, tái sinh sang một kiếp sống khác mang nguyên si một cái người ta gọi là tàng thức này này. Cái tiềm thức này này. Thằng này chính là thằng đi tái sinh. Thằng này chính là cái thằng lưu giữ tất cả các ký ức của chúng ta. Toàn bộ các ký ức trong kiếp sống này cho đến các kiếp sống khác, toàn bộ các nghiệp quả chúng ta đã từng gieo, ký ức chúng ta nhớ người này nhớ kia, nó nằm trong cái được gọi là tàng thức, trong cái kho Google của chúng ta đấy. Giờ chúng ta đánh gì cũng được. Có những người tự dưng tai nạn phát là nhớ được một cái ngôn ngữ nào đấy. Thì ở trong tàng thức của mình ấy, nó lưu giữ cực kỳ nhiều ký ức của nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều cái nghiệp quả mình đã từng gieo, nhiều cái nhân duyên nó hội tụ ở đấy, chờ ngày nó trổ. Ví dụ bây giờ mà thầy ngồi đây, thầy có thể nhớ được về quá khứ của thầy không? Thầy muốn lục tìm về năm cấp 1 thầy học với ai, năm cấp 2 thầy đã từng yêu ai, thầy đã có rất nhiều người yêu rồi, xong thầy mới đi xuất gia nha. Nha, nha, chịu rất nhiều nghiệp quả đúng không? Gây ra rất nhiều khổ đau rồi bắt đầu chịu nghiệp nha. Đúng không? Thì bây giờ thầy muốn nhớ lại, thầy có nhớ được không? Nhớ được chứ, thầy đã từng học cấp 2 ở đâu, cấp 3 ở đâu, đã từng yêu ai, nha, vui hay buồn ra sao thầy nhớ được đúng không? Thì cái ký ức gần là thầy nhớ được. Có những thứ thầy tưởng rằng thầy không nhớ nên thầy lắng lại thầy có nhớ được không? Có những người ta thôi miên mình về tiền kiếp, người ta thôi miên mình về trong lúc 3 tháng tuổi này kia mọi thứ để nhớ vì sao mình sợ rán, sợ lửa, sợ này, có được không? Có, nó lưu lại đấy. Cái đứa trẻ ở trong bụng mẹ này này, mặc dù ý thức nó chưa phát triển nhưng toàn bộ cái tàng thức, cái tiềm thức của nó tương tác với thế giới này nó lưu lại trong đấy. Nên một người mẹ mà vui vẻ, hạnh phúc thì đứa trẻ sinh ra rất vui vẻ. Còn người mẹ đau khổ, khóc lóc, ỉ oi, chỉ muốn phá thai này kia, đứa trẻ sinh ra nó có đau khổ không? Đấy, nó khóc lóc, nó ỉ oi, nó sân giận, nó tức giận. Rõ ràng người mẹ có tác động vào nó không? Có đấy. Nên người ta cho gọi là thai giáo nhỉ? Thai giáo cho nghe nhạc Beethoven, nói chuyện với con, tâm sự với con cho nghe nhạc kia. À đấy, thì bản chất ý thức chưa phát triển nhưng tất cả các thức khác nó đều phát triển. Nó đều lưu lại trong tàng thức của nó. Nhớ nha, bây giờ mình tưởng mình không nhớ, nhưng thực ra rằng là mình ghét cái người này, mình sân cái người kia, mình bực mình cái chuyện này. Mặc dù lúc này mình không thể nhớ nổi nó là cái gì, nhưng đã lưu lại trong đấy hình thành một cái cảm giác khó chịu, một cái cảm giác cô đơn, trống trải, sợ hãi khi gặp trời mưa, khi gặp trời nắng, khi ở một mình. Tại vì trong quá khứ mình đã từng bị tổn thương.
nha, mình đã từng bị bỏ rơi, mình đã từng có cảm giác sợ ma, vân vân, nó lưu lại mặc dù mình không nhớ nha. Mọi người hiểu đoạn này không? Đấy, thế nên là chúng ta phải hiểu rất là sâu sắc rằng là gì? Đấy, thì cái tiến trình tâm này này thì thằng tàng thất này chính là thằng đi tái sinh này. Nhá, thằng tàng thất này nó tái sinh ra thành một con chó, thành một con người, thành một chư thiên, thành một cái gì đấy. Chết một phát là cái thằng này nó đi tái sinh luôn. Nhá, sau này mình học cái thằng mạt na thức này, nghĩa là thức chấp ngã, bản ngã của mình sinh ra từ cái ông mạt na thức này. Nhá, ông này ông ấy chấp vào cái ông tàng thất này, ông si tình, ông yêu đương cái ông này. Nó sinh ra. Nhá, thì sau này mình hiểu vì sao mình phải đi. Vì sao mình phải đi tái sinh? Nhá, mình đi tái sinh là vì mình còn tâm tham. Mình còn vô minh và tham ái. Đấy là nguyên nhân sinh khởi lên đau khổ và đi luân hồi sinh tử. Đấy gọi là tập đế. Sự thật về khổ mà gọi là khổ đế. Sự thật thứ hai là sự thật về nguyên nhân sinh khởi lên khổ là tập đế, chính là vô minh và tham ái. Còn tham ái thì sẽ còn đi tái sinh. Nên một người nào hết tham thì khoảnh khắc chết sẽ không đi tái sinh nữa. Còn chúng ta tham nhiều lắm, chúng ta học tham rồi chúng ta mới phân tích sâu, chúng ta mới biết tham là cái gì. Được không? Nha. Thì phân tích cho chúng ta như vậy để chúng ta hiểu rất là nhanh trong góc độ liên quan chúng ta, hôm trước chúng ta học tâm tham. Được chưa? Thì tâm tham là cái tâm này nè. Tâm tham là một cái tâm ý thức. Tâm tham là một cái tâm ý thức nha. Nó chỉ có 10 tâm nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, thân, 10 cái tâm này, mỗi hai thằng gọi là tâm ngũ song thức thôi. Ngũ là 5, song thức tức là nhãn thức thọ, quả thiện, quả bất thiện, nhĩ thức, quả thiện, quả bất thiện. Thì 10 thằng này hết, xong còn lại 111 tâm khác gọi là tâm ý thức. Được chưa? Thì tâm tham là một trong những tâm ý thức. Có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Được không? Rồi hôm nay chúng ta có 8 tâm thiện. Được chưa? Có 8 tâm thiện, ví dụ chúng ta cúng dường đấy là một tâm thiện. Chúng ta bố thí đấy là một tâm thiện. Nhá. Chúng ta nghe pháp đấy là một tâm thiện. Chúng ta từ bi hỷ xả này kia, chúng ta dễ thương với người này, chúng ta giúp đỡ người kia, đấy là những tâm thiện nhá. Tâm sinh ra sự thiện lành ấy, đúng chưa? Tâm mà hành động giúp đỡ người khác, hành thiền, nghe pháp, bố thí, cúng dường này kia, đấy là những tâm thiện, được chưa? Đấy thì alo rồi, thì đấy, hiểu sơ qua như thế này là chúng ta sẽ thấy rằng thì ra con người của chúng ta chỉ gồm thân và tâm thôi, đúng chưa? Và là một tiến trình tâm sinh diệt liên tục. Mà cái sự sinh diệt này do cái việc là chúng ta cày xới cái mảnh đất tâm này. Cái tàng thức này người ta gọi là mảnh đất tâm. Người ta hay gọi là tâm địa đấy, tâm địa độc ác ấy. Địa là đất, đúng không? Chúng ta thấy ở đây có các cái thùng phước xương hay thùng phước điền ấy. Điền là ruộng. Phước điền tức là ruộng phước của chúng sinh. Tam bảo là ruộng phước của chúng sinh. Nên mình cúng dường và tam bảo, tức là đi mình đang thả cái hạt giống của mình vào cái ruộng rất là màu mỡ, rồi ngày mai mình sẽ hưởng rất nhiều phước lành. Thì cái tâm của mình trong cái phần tàng thức người ta gọi là mảnh ruộng tâm. Thì cái mảnh ruộng này nó gồm có cả hạt giống là gọi là hương hoa trái ngọt này kia, gọi là tâm vô tham, vô sân, vô si, từ bi, trí tuệ, tinh tấn này kia. Đấy là tâm thiện, là hạt giống thiện. Còn nếu trong tâm của mình gồm rất nhiều cỏ dại là tâm tham, tâm sân, tâm si, gồm rất nhiều rác rưởi là tâm ích kỷ, tâm đố kỵ, nhá, tâm ghen tuông, tâm sân hận, tâm lười biếng vân vân. Thầy ví dụ như thế, thì trong cái mảnh đất tâm đấy là cái tàng thức đấy, nó lưu trữ hết tất cả các hạt giống đấy. Được không? Và đấy là mảnh ruộng. Thế nên Đức Phật nói rằng là Đức Phật cũng cày ruộng. Một cái bài pháp là Đức Phật đi ăn xin vào buổi sáng. Và có một cái ông ngày lễ cày ruộng, như 500 người đang cày ruộng, thì ông không cho. Ông bảo sao ngài có thân có tướng mà không đi chịu đi cày ruộng đi mà cứ đi ăn xin thế. Thế Đức Phật bảo ta cũng cày mà. Thế ông đâu? Cày của ông đâu? Lưỡi cày của ông đâu? Trâu cày của ông đâu? Thì Đức Phật nói là niềm tin là hạt giống, khổ đau là cơn mưa, trí tuệ là cán cày, lưỡi cày là chánh niệm, ý là sợi dây buộc. Tức Đức Phật nói một bài pháp về việc cày ruộng, nhưng Đức Phật cày trên mảnh đất tâm. Thế bây giờ có người nông dân để trồng cây để ra lúa, đúng không? Có người thì trồng hoa quả, đúng không? Có người thì trồng rau, đúng không? Có người thì nuôi cá, đúng không? Thế có cái người nào mà cày mảnh đất tâm không? Thế cái ông sư này, ông đang cày cái đấy, ông suốt ngày đi khất thực ấy, thì ông kia ông cho mình ăn, thì rồi cuối cùng mình cày cái mảnh đất tâm, mình trở nên giữ giới này, hành thiền này, học pháp này, đúng không? Để ngày mai mình thánh thiện, mình dễ thương, mình làm cho người ta ngưỡng mộ, mình làm cho người ta cảm thấy có niềm tin cuộc sống, đúng không? Mình làm cho người ta đang khổ đau thì người ta gặp mình thì mình hướng dẫn cho họ hết khổ đau, chứ người ta ăn lúa người ta có hết khổ đau đâu,
nhỉ? Thì rõ ràng thầy cô giáo có phải đi cày lúa đâu nhỉ? Thầy cô giáo đi cày cái mảnh đất tâm để cho nó có trí tuệ, để cho nó có hiểu biết về tiếng Anh, về toán học, về sinh học, để dạy con nhà người ta thì người ta đưa gạo cho mình là đúng rồi. Thì mấy cái ông sư, ông ấy cũng cày ruộng ấy, nhưng ông cày cái mảnh đất tâm này nè, để ông nhổ hết cỏ dại là tham sân si đi. Mọi người ở bên ngoài là chỉ cày cái ruộng đất thật thôi đúng không? Nhưng không cày được mảnh đất tâm của mình, tại không biết cày. Không biết nó là cái gì nên không biết cày, cứ tham sân si từ đời này qua đời khác. Đúng không? Làm sao mà thầy biết cày được? Thầy biết đọc sách đi chứ bây giờ cho thầy đi cày 3 ngày sau rồi thầy ốm lăn quay đấy, không phải nghề của thầy. Nhưng mà cày ruộng tâm là thầy biết làm ấy. Ai đang khổ đau quằn quại, ai đang ghét chồng ghét vợ gặp thầy thôi là tự dưng mến thương liền. À, đấy là nghề của thầy. Ví dụ như thế. Thì trong này cái tàng thức này nó người ta gọi là mảnh đất tâm nhá, mảnh ruộng tâm, mà nơi này lưu trữ tất cả các ký ức quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, lưu trữ tâm tham, tâm sân, tâm si của mình, tất cả thọ tưởng hành này đều nằm trong này. Ví dụ bây giờ mình gặp một cảnh phát là thằng tưởng từ trong này nó trồi lên, nó cho mình biết đối tượng này là ai, nó lôi ra ký ức cho mình biết ok việc này ra sao, mình tính toán chuyện này chuyện kia, là toàn bộ các ký ức từ trong tàng thức này đi lên. Mọi người hình dung không? Thì cái thằng pháp này này nó có ngoại pháp, chính là năm đối tượng từ bên ngoài đi vào. Nhưng bây giờ mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mình đóng hết lại, mình đang ngồi thiền nhá, mình không để ý đến âm thanh, hình ảnh gì cả, mà tự dưng nó khởi lên một suy nghĩ, đấy là gọi là nội pháp. Cái pháp này nó có hai cái, được gọi là ngoại pháp và nội pháp. Ngoại pháp là phải thông qua năm giác quan ngoài, hình thành năm thức, năm cái camera, năm cái người gác cổng đưa thông tin vào, thì đấy gọi là ngoại, ở bên ngoài đi vào ấy. Ý thức không trực tiếp tương tác với thế giới bên ngoài mà phải thông qua năm thức ngoài. Nhưng ý thức có một cách và không cần tương tác với năm thức ngoài, tức là đang ngồi yên tự dưng nghĩ về người yêu cũ. Thì cái nội pháp đấy là cái việc mà không cần năm thức ngoài mà tự khắc khởi lên trong tâm, đang ngồi tự dưng nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai, xong nghĩ về ngày hôm qua, xong nghĩ sáng nay sao cái người kia lại đối xử với mình như vậy, xong tự dưng nghĩ ngày mai nên ăn cái gì nhỉ. À thì cái đấy gọi là nội pháp, tức là cái tâm tham sân si của mình nó mạnh quá đấy. Những cái nhu cầu bên trong ấy, những cái khắc khoải đấy, những cái lo lắng sợ hãi đấy, nó đầy trong cái tầng ý thức ấy. À cái tầng tiềm thức ấy là cái nhà kho đấy đấy. Nó đầy quá, nó trào lên phòng khách, nó trồi lên trên phòng khách. Tức là mình có rất nhiều việc để nghĩ, mình có rất nhiều cái việc mà mình phải lo tính, suy nghĩ, những cái nợ nần tiền bạc vân vân, nó đầy quá, nó trào lên, nó thành dòng suy tư miên man. Thì cái dòng suy tư đấy nó sinh hoạt trên tầng ý thức. Cái tầng ý thức người ta gọi là phòng khách, cái tầng tàng thức người ta gọi là nhà kho. Cái tàng thức đấy người ta gọi là mảnh đất tâm, còn cái ý thức đấy người ta gọi là người nông dân. Người nông dân này có một chức năng rất quan trọng là phải trách nhiệm cày xới mảnh đất tâm. Sau này có cơ hội, sư không biết là sư có cơ hội để nói chuyện với người thêm không, nhưng mà về cơ bản là cái ý thức này này, ý thức này này, nó có chức năng như một người nông dân, và nó sẽ có chức năng cày xới cái mảnh đất tâm này, làm cho cái mảnh đất tâm này càng ngày càng có tâm thiện. Ví dụ như ý thức mình dẫn mình đến đây học, ý thức của mình biết mình là muốn theo Phật giáo, ý thức mình dẫn đến hôm nay có một cái lớp học như thế này, mình muốn đến đây, và mình đã nghe cái ông sư Phước Minh ở trên mạng rồi, ông ấy giảng cũng nghe cũng được, nên hôm nay mình biết ông ấy giảng ở đây là mình đến, vân vân. Thì cái ý thức của mình dẫn dắt mình đến để thanh lọc nội tâm của mình, đúng chưa? Ý thức của mình biết mình thích vị sư này nghe giảng dễ hợp với mình, ý thức mình biết mình gặp người này mình cảm thấy mến, mình cảm thấy thương, gặp người này xong mình cảm thấy tâm mình nó thánh thiện, mình nghe cái vị thầy này giảng xong tự dưng tâm mình nó an, mình không dễ sinh tham, sinh sân, sinh si. Thế là ý thức của mình nhớ là ok, mình follow cái kênh này, mình đọc cái cuốn sách này nhá, mình thích cái vị thầy này, mình mua thêm thật nhiều sách, thật nhiều video này kia về mình nghe. À, ý thức đấy nó đưa ra các quyết định để thanh lọc tâm của nó. Nó bảo chơi với người bạn này suốt ngày nói xấu, chơi với người bạn này suốt ngày sân si, chơi với người bạn này suốt ngày phải căng thẳng, phải phòng vệ, không vui. Ok, ý thức của mình nó tỉnh, thôi không chơi bạn này đâu. Này, ý thức của mình, à, mình có người, mình có vợ, có chồng, có người yêu rồi. Cái pháp này nguy hiểm lắm. Cái pháp thích ý vừa lòng này đập vào mắt mình thôi là xúc thọ ái liền. Tiếp xúc một cái thọ nó sinh khởi, đó là ái nó dính mắt liền. Thế thôi, cắt xúc, không chơi nữa. Hình không? À, ý thức này, này, ý thức đấy là phải ý thức để sau này khi chúng ta phân tích về các cái tiến trình, chúng ta mới hiểu cái ý thức này nó có những cái tâm sở về chánh niệm, về trí tuệ, về này kia, để nó giúp mình quản trị và cày xới cái mảnh đất tâm này. Thế nên đạo nó rất là hay. Thực ra chúng ta chưa biết nhiều về đạo, chúng ta biết tương đối là ít về đạo.
Nên chúng ta tưởng đạo là một cái gì đấy, lên chùa cúng Phật xong rồi bố thí cúng dường tụng kinh một chút thôi, nó không có quá gần gũi với đời sống của chúng ta. Nhưng thực ra toàn bộ tiến trình thay đổi của chúng ta là chúng ta phải hiểu cái này gọi là vi diệu pháp. Vi diệu pháp nó phân tích đến tận cùng vì sao chúng ta tham, chúng ta sân, chúng ta si, và tiến trình chúng ta thay đổi tính cách như thế nào. Ok, thọ tưởng hành chúng ta đã thay đổi ra sao, nhận thức đúng đắn như thế nào, chánh niệm là cái gì, nó sẽ thay đổi toàn bộ sự chuyển hóa của chúng ta. Vì sao chúng ta đọc kinh xong tự dưng ngày mai chúng ta dễ thương hơn? Vì sao chúng ta nghe pháp xong mà tự dưng chúng ta hiền hòa hơn? Nhá, vì sao chúng ta tu tập lâu ngày tự dưng thấy chúng ta hoan hỉ vui vẻ, rất dễ chấp nhận, rất dễ bao dung? Nó phải hiểu được tiến trình, nhận thức nào đã thay đổi, quan điểm nào đã thay đổi. Ok, đã ở sống trong môi trường nào? À, tất cả những thứ như thế, đấy là đạo sẽ cho chúng ta một bức tranh như vậy. Và rồi bây giờ, đây là một phần cực kỳ nhỏ trong cái hiểu biết của chúng ta về đạo Phật. Đầu tiên chúng ta phải biết chúng ta không phải là linh hồn, chúng ta là những tiến trình tâm. Chúng ta không nên cả tin vào suy nghĩ, tính cách, quan điểm hay ký ức hoặc là kinh nghiệm của mình lúc này. Ok, nó chỉ là những thứ mà đã bị cài đặt trong quá khứ mà thôi. Chúng ta đọc sách này thì chúng ta tin như vậy, mai nghe người khác chúng ta lại thay đổi, mai có kinh nghiệm hơn chúng ta lại thay đổi tiếp. Nên cái con người lúc này chưa tu tập không đáng tin cậy. Nên đôi khi vì sao mà muốn sinh tâm thiện thì chúng ta phải có cái gọi là gần môi trường tốt. Môi trường tốt là cực kỳ quan trọng để sinh ra tâm thiện lành, rồi sống với các thiện tri thức. Ví dụ như các thầy này thiện tri thức, đúng không? Chúng ta thường nghe sách, chúng ta thường học pháp, chúng ta thường đến chùa là gần các thiện tri thức, đúng chưa? Đấy là môi trường rất là quan trọng. Rồi trí tuệ của chúng ta để chúng ta có một cái gọi là một cái tác ý rất là thiện lành, tức là chúng ta từng học điều đấy là tốt, không tham, không sân, không si. Chúng ta biết về những kiến thức này nên khi gặp một đối tượng là chúng ta không để nảy sinh tâm tham, tâm sân, tâm si, thì cái này người ta gọi là tác ý. Rồi thói quen của chúng ta, thói quen của nhiều đời nhiều kiếp hoặc thói quen của kiếp sống này dễ sinh ra thiện hay bất thiện, và cái gọi là tư tưởng của chúng ta hay là cái gọi là cái ước mơ khát khao của chúng ta, thì đây là những cái nhân để sinh ra tâm thiện lành. Khi chúng ta học chúng ta mới biết là nhân nào sinh ra tâm bất thiện, nhân nào sinh ra tâm thiện. Ví dụ hôm nay chúng ta đến đây là đến một môi trường tốt, đúng không? Môi trường tốt đúng không? Chúng ta đến đây là gặp thiện tri thức, đúng không? Chúng ta có một cái thói quen nghe pháp, đúng không? Nhá, thói quen ở nơi nào có pháp là chúng ta đến nghe, đúng không? Chúng ta trân trọng các vị sư, đúng không? Chúng ta có niềm tin tam bảo, đúng không? Rồi chúng ta có một cái tác ý rất thiện lành, chỉ cần đặt trên cái bài là chùa Giác Ngộ tổ chức một khóa thiền thì chúng ta đi, đúng không? Tổ chức một khóa học là chúng ta học, đúng không? Rồi hôm nay tự dưng mình đang không đi học, tự dưng mình thấy có một ông tên là sư Phước Minh, mình thấy quen quen, trong mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, à ok quen đi, đúng không? À, đấy là mình tác ý đi. Đúng chưa? Rồi mình có những mong muốn, những tư tưởng, mong muốn được hiểu pháp, mong muốn được giác ngộ giải thoát, mong muốn được hết khổ đau, thế là mình đi. Thì mình hiểu được cái cơ chế sinh ra tâm thiện là mình đến đây để nghe pháp, được chưa? Đấy được gọi là một trong 10 phước lành, một trong 10 cái phước nghiệp sự, được gọi là nghe pháp, đúng không? Bố thí, hoan hỷ phước báo, hồi hướng phước báo là ba nhóm thuộc về bố thí. Rồi ba cái thuộc về gọi là trì giới, là giữ giới, cung kính và phục vụ, là có phước về đức hạnh. Rồi bốn cái có phước về trí tuệ là tu thiền, nghe pháp. Đây, nghe pháp này là có phước, là một hành động thiện. Rồi chia sẻ pháp như thầy là có phước về trí tuệ, là một hành động thiện. Rồi chúng ta, cái thứ tư là uốn nắn chi kiến, thức học cái gì mà chúng ta bớt tham sân si. À, đúng không? Thì rõ ràng là đấy. Thì chúng ta, khi chúng ta học rồi chúng ta mới có hiểu được các cái lý thuyết. Ok, còn bình thường chúng ta không học thì chúng ta không biết những cái này đâu. Chúng ta nghe mãi tham sân si, sắc thọ tưởng hành thức này kia, ý thức tiềm thức, chúng ta không hiểu. Chúng ta đọc kinh cả đời chúng ta cũng chả hiểu được. Thì phải có người giảng kinh, giải nghĩa kinh cho chúng ta, giải nghĩa các lý thuyết cho chúng ta. Và rõ ràng khi chúng ta học này bắt đầu chúng ta hiểu được nhiều hơn rồi, đúng không? À thì ra mình có suy nghĩ, à thì ra suy nghĩ của mình được gọi là ý thức, à cái này gọi là nhãn thức, à suy nghĩ của mình sinh ra do ký ức quá khứ, à trong quá khứ mình bị tổn thương nó hình thành những cái hạt giống tưởng. Ok, nó hình thành cái thọ, nó hình thành cái thích ghét, xong nó lưu lại trong tiềm thức này. Nên bây giờ mình gặp cái đối tượng đấy, ngay tức ký ức quá khứ nó trồi lên, nó phán xét, nó đánh giá, nó chỉ trích, nó thêu dệt. Ok, để rồi mình lại sân đối tượng lên tiếp, mình ghét đối tượng lên tiếp, mình lại sinh ra tâm tham sân si tiếp. Thì do cái ý thức này này, nó thiếu trí tuệ, nó thiếu chánh niệm, nói chung là sọc sau mình mới biết, nó lại làm cho cái mảnh đất tâm này càng ngày càng gọi là nhiều cỏ dại hơn. Có người càng ngày càng bất thiện hơn, nhá, phiền não hơn. Còn có người thì càng ngày càng tu tập cái mảnh đất tâm mình, càng ngày nó càng nhiều cái thánh thiện hơn, tốt đẹp hơn. Thì nó có một tiến trình, người ta gọi là tu.
nhá, tu sửa bản thân mình, sửa cày sới tu ấy, trong từ tu ấy, từ tu, tu này này có nghĩa là sửa. Đấy, từ tu này à, theo tiếng Anh có nghĩa là cày sới, căn chi vết ấy, căn chi vết, cày, cày sới, cày cấy, cày cấy. Nghĩa tiếng Anh của từ tu ấy, nghĩa tiếng Trung có nghĩa là sửa, còn nghĩa tiếng Anh là cày sới, cày cấy. Thì cày cấy mảnh đất tâm chính là tu, để cho dùng ý thức của mình. Mình phải biết ý thức là cái gì, sau này mình mới học mình mới biết. Ý thức có ý thức thất niệm, có ý thức, ý thức là tâm ý thức mà. Tâm ý thức thì có tâm tham, tâm sân, tâm si mà. Tâm tham sân si thì dẫn mình đến đau khổ, oán trách, chê bai, đổ lỗi. Còn có tâm vô tham, vô sân, vô si nha, có tâm yêu thương, có tâm từ bi, có tâm chánh niệm nha. Thì cái ý thức này rất là quan trọng, nên mình cần phải phát triển cái ý thức này cho nó sâu sắc, để nó cày sới, tức là nó thanh lọc cái tâm này đi. Ví dụ hôm nay chúng ta nghe pháp xong là chúng ta thanh lọc tâm rồi, là cái tàng thức này của chúng ta là bớt phiền não rồi đấy, bớt oán trách rồi đấy, bớt đổ lỗi rồi đấy nha, được không? Nghe sơ này có hiểu không nhỉ? Tại thời gian ít quá mà tham, nhà tham, được chưa? Đây là những cái kiến thức rất là sơ đẳng của Phật giáo, nhưng mà không có cái này thì không hiểu về Phật giáo. Mà đây gọi là đang đi vào một phần rất là nhỏ để hiểu về thân tâm, vì chúng ta đang học về vi diệu pháp, chưa nói về tứ diệu đế, chưa nói về tam pháp ấn vô thường khổ vô ngã, chưa nói về thập nhị nhân duyên, chưa nói về bức tranh toàn cảnh vì sao mình đi vào trong thế giới hình tướng này, vì sao mình trôi lăn trong luân hồi sinh tử, vì sao mình phải đi tái sinh, vì sao giải thoát giác ngộ là cái gì, nhưng con đường đi đến giải thoát giác ngộ là như thế nào, tu để làm cái gì, hành thiền để làm cái gì. Toàn bộ cái đấy là một bức tranh nhá, là một câu chuyện sâu sắc. Thực ra không có nhiều thời gian để chia sẻ nên hiểu cơ bản như thế để những cái buổi tới, nhưng mà về cơ bản phần này rất là quan trọng. Không dạy xong phần này mai mình học tâm thiện, tâm bất thiện mình chả biết nhét nó vào đâu, nhưng mà mình không biết cuối cùng là tâm thiện, biết tâm thiện, tâm bất thiện thì nó làm gì, làm gì nó, mấy thằng đấy nó nằm ở chỗ nào mới được chứ, ý của nó là cái gì mới được chứ, đúng không? Trong câu chuyện bức tranh toàn cảnh thì nó giải quyết gì cho cuộc đời của mình chứ, biết mấy thằng này xong mai về vẫn tham sân si như thường, đã có biết nó là gì đâu, hình như không? Thì mình phải biết tâm tham nó được cấu thành ra làm sao, nó hình thành như thế nào. Ví dụ mắt mình, mắt đây tiếp xúc với một hình sắc đẹp, ngay lập tức hình thành một tâm tham, tham ái, tham vào hình sắc đẹp, tham vào âm thanh hay, tham mùi thơm, tham vị ngon, tham sự xúc chạm êm ái. Tức là khi gặp đối tượng thích ý và vừa lòng nhá, là ngay lập tức tâm tham sinh khởi. Khi mà gặp đối tượng không thích ý vừa lòng, ngay lập tức tâm sân sinh khởi. Nên vì sao chúng ta gặp đối tượng thích ý vừa lòng, thì Đức Phật nói nơi nào có pháp thích ý và vừa lòng, nơi đấy có khổ đau. Ồ, sao kỳ thế nhỉ? Tất cả cuộc đời chúng ta đều đi tìm pháp thích ý vừa lòng mà nhỉ? Hình sắc đẹp, âm thanh hay, mùi thơm, vị ngon, chúng ta đều đi tìm cái đấy mà. Và chúng ta tưởng rằng thế là hạnh phúc mà, đúng không? Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng mọi thứ theo ý của chúng ta thì sẽ được hạnh phúc, của chúng ta sẽ được hạnh phúc, trở thành cái này, trở thành cái kia thì sẽ hạnh phúc. Nhưng không. Ví dụ nha, ăn, mục đích của việc ăn để làm gì? Ăn để no, ok. Đúng, chuẩn. Ăn để sống, ok. Mục đích gần nhất của việc ăn không ăn thì sao? Đói, đói thì sao? Trước chết thì là cái gì? Mệt, trước mệt, sau mệt là cái gì? Có cái từ rất là quan trọng mọi người phải bật ra được. Không ăn thì? Đói, thì sao nữa? Một từ rất quan trọng của đạo là gì? Không ăn thì? Khổ. Khổ không? Bây giờ mà thầy đứng lâu như thế này, thầy sẽ bị sao? Mỏi. Mỏi thì nó nghĩa khác là gì? Khổ. Đời là bể khổ. Đứng thì cũng khổ. Mọi người có thấy bởi vì sao thầy cứ đi qua đi lại không? Có phải thầy thích đi qua đi lại không? Không phải đâu. Tại đứng lâu cũng mỏi. Nhờ. Rồi tí mọi người thấy thầy đi qua rồi đi lại, xong lại thầy ngồi rồi lại thầy đứng. Thế chốc về nhà thầy có nằm xuống không? Cúa. Vì sao thầy phải nằm? Đứng nhiều quá, ngồi nhiều quá nó mỏi. Rồi thầy có nằm mãi được không? Vì sao? Mỏi. Cũng mỏi luôn. Mỏi thì sao? Khổ. Chúng ta phải nhớ từ khổ nha. Khổ là cái pháp quan trọng nhất trong đạo.
khổ đế là cái sự thật đầu tiên mà chúng ta phải thực chứng. Chúng ta chưa mỏi chúng ta đã di chuyển rồi, chúng ta chả thấy khổ gì cả. Chưa đói chúng ta đưa đồ ăn rồi, chúng ta có thấy khổ đâu. Đúng không? Chưa trải nghiệm khổ nên không thích tu. Chưa trải nghiệm rồi mới biết quá trời khổ luôn. Nên ăn để, ăn để làm gì? Ăn để hết khổ, đúng không? Tại không ăn nó khổ. Ăn để hết khổ. Nên ai mà ăn để sướng thì khổ. Sự thật là ăn để hết khổ. Nên rõ ràng tôi ăn là vì tôi đói quá nên tôi phải ăn. Không ăn thì tôi chết, chết thì không tu tập được, đúng không? Nó quạo cọ, nó khó chịu, nó bực mình. Thân này nó mệt thì tự dưng tâm nó phiền não. Thế nên rõ ràng tôi ăn để hết phiền não mà, để hết khổ mà. Còn nếu tôi ăn để sướng là tôi khổ ngay. Sướng là sao? Tôi ăn cái món này ngon này, ngon thì sao? Thì sao? Thì thích. Ngon thì có thích không? Thích xong mới, thích xong mới tham, thích xong mới dính mắc, thích xong rồi mới nhích, đúng không? Thích tức là người ta thả thính mình xong mình dính thính ấy. Người ta rách thính rồi mình dính thính ấy. Đúng không? À là mình mắc lại rồi, dính mắc là dính rồi, mắc là lại đấy. Con cá nó đi tìm đồ ăn, mắc lại cái lưỡi câu, dính là mắc lại đấy. Đúng không? Nên đối tượng mà thích ý vừa lòng mình ấy, đối tượng mà làm cho mình dễ chịu đấy. Tất cả các đối tượng dễ chịu thì thường làm cho mình thích, thích xong là dính, dính xong là dính có khổ không? Mình thích một người mà người ta rời đi mình có khổ không? Nếu mình không thích nó rời đi mình có khổ không? Không. Mình thích nó ít mà nó rời đi thì mình khổ ít hay khổ nhiều? Nếu mình thích nó quằn quại thì nó rời đi thì mình quằn quại hơn, đúng không? Thích nhiều bao nhiêu thì nó thay đổi thì khổ nhiều bấy nhiêu. Bây giờ mà không gặp nó bao giờ thì có thích được không? Mà không thích thì có khổ được không? Không. Ngày hôm qua chưa yêu nhau chỉ là bạn bè bình thường thôi thì có dễ khổ không? Không. Vừa mới nhận lời yêu phát có khổ không? Khổ ngay lập tức. Ôi tôi vừa nhận lời yêu cái sao anh đến muộn thế, đúng chưa? Vừa mới 5 phút sức nhận lời yêu cái sao anh không rủ em đi ăn đi, đúng không? Sao anh không biết ý của em gì thế? 5 phút trước có hỏi câu đấy đâu, đúng không? Mà 5 phút sau vừa nhận lời yêu một phát là một thế giới khác thay đổi, là cái nhà tù nó bám vào người luôn. Sao anh không biết anh là người yêu của em rồi à? Dạ, sao anh vô tâm thế? Ngày khác trước chưa nhận lời thì nó khác, chứ giờ nhận lời rồi mà. Dạ, khác ngay. Khổ không? Khổ. Lỡ thích cô đấy rồi là dính liền, đúng không? Là cô làm gì mình cũng phải theo cô đấy. Cô thích cái này, cô không thích cái kia. Bây giờ mình thích ăn món ăn này rồi mà mai không được ăn món ăn nữa có khổ không? Mà hôm nay mình thích cái vị đấy rồi mà mai cô nấu cái vị khác mình có khổ không? Rồi ngày mai bố cô chết cô phải về quê xong mình có đau khổ không? Mà làm ăn kinh doanh thì chả chuyên nghiệp gì cả. Bố chết thì đã chết rồi, đúng không? Kinh doanh buôn bán thì chuyên nghiệp gì chứ. Chả tu tập gì cả. Tu tập biết người sống người chết là chuyện bình thường nhỉ? Còn phục vụ người sống thì chứ nhỉ? Thế là mình khổ. Rồi bây giờ mình thích nó mà chồng mình không thích mình có khổ không? Nó bằng được con mình đến ăn, bằng được chồng mình đến ăn nhưng người ta không thích, khổ không? Rồi cãi nhau với cả thế giới này, tôi thích ca sĩ này, tôi thích đội bóng kia, rồi tôi thích quần áo nọ, khổ không? Không có hiểu khổ, thích nó khổ không? Đấy. Mà gặp cái đối tượng dễ chịu có khả năng không thích được không? Không. Kinh hoàng. Trời ơi, nó không làm cho mình có lựa chọn nào khác luôn. Đấy, thế nên ăn để hết khổ. Còn đứa nào ăn để sướng thì khổ. Thấy mục đích nó rõ ràng chưa? Đấy, mình không học mình đâu biết đâu. Mình cứ ăn lấy ăn để đi tìm đồ ăn để sướng. Nhưng mình không biết rằng sướng đấy là viên thuốc độc bọc đường. Nó chỉ ngọt một xíu thôi. Còn đằng sau nó là khổ đau đấy. Chơi đùa với đuôi con rắn là nó quay lại nó cắn rồi đấy. Đúng không? Ê, một cái người như này sao tự nhiên đi xuất ra? Y áo thì có 1-2 bộ. Ăn thì ít. Chả sở hữu cái gì cả. Sao không ở ngoài đời cho nó sướng? Có chồng, có vợ, có con cái, có kinh doanh, có thành công, có mọi thứ mà. Chứ tự dưng thì quay về chùa làm gì? Chả sở hữu gì, chả có gì cả. Đúng không? À tại mình hiểu là những cái pháp thích ý vừa lòng ngoài đời rất là nguy hiểm. Mình có thấy gọi là gì, sư phụ có sợ Bạch Cúc Tinh không? Bạch Cúc Tinh biến hóa thành cái cô thôn nữ ấy, dễ thương không? Úi dồi ôi, nguy hiểm lắm. Đúng không? Đấy, trông thôn nữ thế thôi, pháp thích ý vừa lòng đấy, động một phát là bỏng tay liền.
nhá, đồ ăn trông ngon thế thôi, quần áo đẹp thế thôi, nhá, sức khỏe mọi thứ trông thế thôi, đậm vào là phiền não liền, dính mắc là phiền não liền. Nên là khi chúng ta chạm vào tất cả các pháp là chúng ta phải có chánh niệm. Sau này học chánh niệm là cái gì, trí tuệ là cái gì, đi đâu cũng phải mang theo mấy cái ông lưu gù bao công đấy nhá, là những phát hiện đấy để bảo vệ mình, để gặp đối tượng thích ý vừa lòng nhưng mà không dính mắc. Thì cái này phải học. Sau này mình học về thập nhị nhân duyên, rồi mình học cái khác, mình mới hiểu tiến trình sinh ra tham, tiến trình sinh ra từ tham ái, sinh ra thích, sinh ra khổ đau như thế nào, và diệt toàn bộ tiến trình đấy ra làm sao. Nó có học hết chứ, chứ không phải tự dưng khơi khơi mà mình nói chuyện được đâu. Nó phải có logic, nó phải có tiến trình mà Đức Phật dạy hết rồi. Dạy từ cái nhỏ cho đến cái lớn, từ những cái nông cho đến cái sâu hết, từ con người phàm nhân này cho đến thánh nhân, cho đến giải thoát giác ngộ,